cái có sao lưng cô. Ủa là đổ vô rồi hả? Có mới đổ vô. Cái ly nước rau má nè, cái ly này ly ly trên nè, còn ly nước rau má còn để trong trong ly mũ á, chưa có ấy ra. Ừ. Ừ. Bưng qua đây hết đi, đưa qua đây hết đi, để tặng đầu like đi. Hello, hello. Coi kiểm tra mấy cái đôi này đi nào, lên nè. Đôi nào mà ấy quá thì đây nè, cái bao dưới cùng nè. Bỏ ra đi. Ba đôi nào mà ấy quá thì bỏ ra, còn dơ nhẹ nhẹ tặng đầu like hết cho khách đi. Soạn soạn mấy cái hàng mà nó kiểu như dơ nhẹ nhẹ mọi người về xử lý nha, em có thời gian đó mọi người. Em tranh thủ em like em đi coi hàng giờ. Do em like em đi tỉnh nó xa á, thành nên là em đi Bình Dương á. Nên em tranh thủ. Cái đôi này em tặng đầu la 10k hết cho mọi người. Lỗ lô giày này em lỗ sạch máu luôn rồi. Rồi bây giờ là em còn mấy cái này đã hơi dơ dơ, hơi bụi bụi rồi này kia, em tặng đầu like mọi người 10.000 ha. Chia sẻ like cho em tặng 10k nha mọi người nha. 10.000 cho em nha mọi người nha. 10.000 giùm em ha, xuất sắc lô. Có 10k thôi. Rồi tranh thủ chia sẻ like giùm em để nó hơi bụi nhẹ nhẹ. Nè, như mấy đôi giày bata này nè, nó kiểu như nó màu trắng nó hơi bụi thôi, mọi người về trà sơ là ok nha. Lùi ra chưa? Đâu? Bao mà bao... Rồi mấy đôi này em tặng 10.000 hết cho mọi người nha. Dơ á, đôi này size 33 nè. Hơi dơ thôi em tặng 10k đi. Rồi đôi này size 29 nha mọi người nè. Đôi size 29 em tặng 10.000, đôi 29 này nó hơi bụi thôi chứ không có gì hết trơn á. Hơi bụi thôi nha. Về xử lý là ok nha mọi người nha. Em tặng em một có bao nhiêu? Có 10.000 à, chia sẻ like cho em với mọi người. Chia sẻ like nên tặng 10k đi tình yêu ơi, 10.000. Trời ơi, cái lô này em lỗ sắp mặt luôn á mọi người. Nhiều quá bỏ ra. Cái nào nhiều quá thì bỏ ra, bỏ vô rồi lại lấy cái bao bỏ vô đi nha, để cho từ thiện á. Bên kia là lấy vô một cái bao vô cho luôn. Giờ đó bỏ ra tặng rồi mà dơ nhiều quá thì ấy. Không, ở đây bỏ ra luôn đi. Được, bỏ ra đi. Góp bồ thấy không? Nó thấy góp bồ. Nè, như cái đôi này nè mọi người, đôi này là vận chuyển nó bị bể thôi. Vận chuyển nó bị bể cái mũ ngay đây nè. Nhưng mà mọi người banh ra mới thấy nha. Còn mà để như vậy nó liền không thấy một cái gì luôn. Không hề thấy một cái gì luôn nha. Đôi này rất là ok luôn á. Rồi em tặng cho mọi người 10.000 nha. Đây nè. Nó cứng á, kiểu như vận chuyển nhiều quá. Nó cứng nó bể. Nhưng mà nó mình để như vậy thì nó liền. Còn banh ra nó mới hở ra nha mọi người nha. Đó, như mấy đôi này em tặng luôn 10.000 nha mọi người nè. Rồi mấy đôi này em tặng luôn 10k nha mọi người nha. Quảng Châu hết trơn á mọi người ha. Về xử lý đi. Nói chung mấy cái đôi này rất là dễ. Rồi đôi này size tới 37 lần nha mọi người. Đôi này size 37 lần em tặng luôn 10.000 nha. Size 37 em tặng luôn 10k nha. Size 37 luôn 10.000. Chia sẻ like cho em đi. Chia sẻ like đi tình yêu ơi. Tặng hết đi nè mọi người nè. Hàng tặng là mọi người không có khiếu nại cho em nha. Em lỗ nhiều lắm luôn á mọi người. Dơ bụi mới nào dơ nhiều làm cho từ thiện. Còn mà cái nào mà dơ ít em tặng mọi người 10.000 thôi. Trời ơi, đếm xa cả hết từ trên xuống dưới luôn. Mình đâu có được ấy đâu. À, bây giờ mấy cái hàng này giờ em lỗ nhiều lắm luôn á. Rồi mọi người thương, mọi người chia sẻ like cho em với nè. Rồi cái này là like này em dùng. Nguyên ơi, tối có đồ bộ nha. Tối có đồ bộ vô chốt đồ bộ nha. Tối có đồ bộ size to á, free size á. Có đồ bộ mà đùi bận ở nhà và đồ dài luôn á. Nhưng mà thun cô tông ấy, rất là dễ bận nha. Tối vô chốt nha. Tối nay chị like cho vô chốt màu, lựa màu cho nó dễ ha. Ủa mà đơn của Nguyên Nguyên đó, nó đưa về chưa? Kêu kiểm tra trên app thử. Kêu chút xíu nữa báo. Đâu bỏ kêu rồi ngủ à? Coi thử đâu rồi. Kêu kiểm tra đơn của Nguyên Nguyên thử. Hoàng về chưa vậy?
Hỏi tới cái đơn Nguyên Nguyên á, kiểm tra trên áp thử đơn Nguyên Nguyên rồi. Đơn Nguyên 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 để mất cái đơn đó đó. Đâu? Tự nhiên người ta kêu là Hoàng về đây nè. Đó được, đó được. Cái đó Hoàng về đây mà. Kiểm tra thử trên app thử là Hoàng về, đơn Hoàng về. Chứ là đơn giao thành công đâu, thành công là nó nhận rồi. Nhưng mà ý là Hoàng cái đồ mà ấy lại á, đổi lại á. Rồi 10k giùm em nha mọi người, 10.000 chia sẻ like giùm em đi nhiều lắm. Trời ơi cái này bên em lựa hàng kỹ, lựa hàng ra hết trơn à. Đó như ví dụ cái này đi, ví dụ mà em bán cho mọi người em không bao giờ em làm được đó, như bác mình kêu vận chuyển nó bể, nhưng mà cái này là bể sẵn thì em sẽ nói bể. Chúng có kiểu mà tùm bậy tùm bạ nha, em tặng 10.000 thay vì em chịu lỗ cho em có để mọi người chịu lỗ đâu á mọi người ha. À, nên chia sẻ like giùm em với nè, chia sẻ like giùm em đi mọi người nè. Kiểm tra đi, báo lại luôn đi nè. Có ba bạn chia sẻ trời, mấy ba bạn chia sẻ rồi, chia sẻ like đi mọi người ơi. Còn bao nhiêu em xả hết, còn ít lắm, không có nhiều đâu, còn ít xịu à. Lèo tèo ít xịu à. Thôi đó cho từ thiện đi không, mấy cái nào em cho từ thiện. Thế sao hàng trưng bày shop á, ai mà mở shop rồi là tâm lý mọi người biết nha. Mở shop mà hàng trưng bày là nhiều khi là những cái gốc á, nó bị chá nắng vô á, là nhiều khi nó bị kiểu như keo, nó bị xì keo rồi này kia. Nhưng mà cái màu trắng này mà bỏ vô bao quá là lâu lâu nó sẽ bị dơ như thế này nè. Đó em tặng nhưng mà người về trà sơ là ok nha. Cho cái đợt trước á em có ôm một cái lô hàng, em cho mấy đứa lính ở nhà em, mỗi đứa đôi giày nam á, nó trà nó mang, trời ơi nó thật sự trà lên trắng tinh luôn, đẹp như mơ luôn. Em không có thời gian em làm. Đó là em cho mấy đứa nó đứa nào lấy được đôi nào nó lấy nó trà. Trời ơi nó bị vàng vàng nhiều lắm, nhưng mà bị ít xài dơ về đâu, không phải bị ít gì đâu. Nó bị nhiều quá nhưng mà nó trà ra trắng tinh luôn. Ồ. Đâu rồi, ấy đâu rồi. Rồi cảm ơn chị Trinh Nguyễn nha, thank you chị yêu nè. Rồi mọi người chia sẻ like, điện thoại là chia sẻ like đi tôi chết. Mới có 3 người chia sẻ like như vậy sao em tặng 10.000 em tặng hết mà, em đã nói là em chấp nhận lỗ bao nhiêu em cũng được. Nhưng mà mọi người phải chia sẻ like thì mới chốt được nè. Chia sẻ like rồi chấm bài giùm em nè. Tuyết Nga Trần này chia sẻ like đi nè, Tuyết Nga Trần ơi. Chưa chia sẻ like sao em chốt được mọi người. Rồi xong. Rồi đơn của kêu là kiểm tra đơn của Thanh Trang luôn đi. Thanh Trang người Trần Nguyễn Trần á. Là đơn coi thử hôm qua thử sao gọi shipper giao rồi là kêu hôm qua đi đón con, hôm nay mới giao lại. Lấy xe đi nữa rồi. Chớn bốn là có. Mấy đôi này đẹp chứ không? Trời ơi em tặng rẻ cho mọi người mà mọi người không chia sẻ like không chốt được nữa thôi. Em còn ít xịu à, em tranh thủ em like á. Em like để cho mọi người dồn đơn á, ngày mai đi đơn á mọi người. Dồn đơn hôm nay rồi là chiều tối nay nữa rồi là ngày mai đi đơn hết nha tình yêu nha. Ai chia sẻ like thì sao chốt trời. Chúng ta mới có một lần. Hồng Hạnh là 7 lần trên nhóm nè. Chị Nga Ngọc 3 lần, Trang cá nhân một hội nhóm. Chánh Phan chưa có mấy một hội nhóm nè. Rồi là Ngọc Hà là một lần lên Trang cá nhân. Gia đình nhỏ một lần hội nhóm nè. Mọi người chia sẻ like giùm em nha. 2 lần Trang cá nhân, 5 hội nhóm làm chốt một người vô tư luôn nha. Tuyết Nga Trần là chưa có chia sẻ lần nào chứ nè, mới có 6 bạn chia sẻ. Bên em nó có hệ thống rồi, hệ thống kê lượt chia sẻ nha nè, mới có 6 bạn chia sẻ. Là Hồng Hạnh nè, Nga Ngọc nè, Chánh Phan với Ngọc Hà gia đình nhỏ. Với Thanh Trang Nguyễn Trần mới mới một lần à, chỉ có một mình Hồng Hạnh là chia sẻ đủ nè. Rồi mới có 7 bạn mọi người ơi, tranh thủ giùm em với nè, tranh thủ để em xả tặng rồi em đi nha mọi người nè.
nó rẻ, em nói thật với mọi người cho nó bèo nhèo luôn nha. Rồi nhanh tay nè, rồi chia sẻ, rồi comment mã này giùm em nè. Comment mã này cho em là mã hồng giùm em 10.000. Mã hồng em tặng 10k nha nè. Nó hơi bụi, nó chân mẫu hơi bụi, nó vận chuyển về nó bị cấn á mọi người. Rồi size 37 giùm em mã hồng nha 10.000. Size 37 mã hồng giùm em 10k nha, em lên luôn nha, em like luôn nha mọi người nha. Rồi lên đơn giùm em nè. Size 37 giùm em mã hồng 10.000. Ai không chia sẻ comment cộng thêm 10.000 nữa cho em nha. Ai không chia sẻ comment thêm 10.000 cho em nha. Cũng tặng lỗ cho mọi người cho rồi. Rồi ai chia sẻ rồi comment mã hồng giùm em size 37 10.000 nha. Mã hồng size 37 10k giùm em mã hồng. Ai chúc hồng lên hồng size 37 10.000. Hồng size 37 10.000 nha mọi người nha. Like luôn nha. Hồng 370.000 nè. Rồi hồng 370.000 chị Nga Ngọc nè. Dự bị cho Ngọc Hà. Rồi con trắng này size 33 nè mọi người nè. Rồi con trắng này size 33 nha. Nó hơi dơ nha, em tặng 10k nha. Về xử lý là ok nha em bao mọi người. Nói chung là cái này ok á ha. Còn hàng mà nó kiểu như nó nặng em bỏ ra rồi em mọi ha. Rồi lên mã này mã trắng giùm em nha. Trắng dơ 10.000 giùm em ha. Rồi trắng dơ giùm em 10k. Mã trắng dơ giùm em nè. Trắng dơ 10.000 cho em ha. Chút trắng dơ lên trắng dơ 10k giùm em size 33. Nghe rõ size giùm em nha. Trắng dơ 10.000. Trắng dơ 10k giùm em mã trắng dơ. Nó bị cái tay nó bị đứt ta. Nó bị xước cái móng có chiều ghê thì. Rồi trắng dơ 33 có 2 đôi nè. Trắng dơ 33 có 2 đôi y chang nhau nha. 2 đôi y chang nhau luôn. Trắng dơ giùm em 33 10.000. Rồi trắng dơ giùm em. Lên mã trắng dơ giùm em mới được nha. Trắng dơ size 33 10.000. Nó hơi dơ thôi, hơi bụi phía ngoài này. Và chà sơ là được cho này chất dù á. Thành nên là mọi người chào vô tư cho em nha. Chất dù á nên là chào vô tư cho em ha. Lên trắng dơ size 33 10k giùm em. Trắng dơ 33 10.000. Trăm thu lên trắng dơ đi, trăm thu ơi. Trăm thu lên trắng dơ đi. Lên nè, chia sẻ like đi nè. Chia sẻ like nha, bạn này chịu cọc hay chốt nha. Bên mình là cọc mình hay chốt đó nha. Rồi, trắng dơ cho trăm thu nè. Trăm thu chia sẻ like nha chị đi cưng ơi. Rồi, trắng dơ cho trăm thu nè. Lên nè, chịu cọc không nè. Lên nè ơi, bạn nào chịu cọc hay chốt đơn nha. Trắng dơ trăm thu có đơn nè. Lên nè, chịu cọc không nè. Lên nè, chịu cọc không. Còn đôi trắng dơ nữa lên hà chịu cọc rồi comment ok cọc rồi chị mới ra đơn nha. Rồi đôi này size 28 giùm em nè. Đôi này size 28 nó kiểu như nó bị mất lót thôi. Em tặng cho mọi người 10.000 nha. Chứ không có dơ nha. Đôi này nó không có dơ. Nó mất lót á mọi người ha. Rồi lên đơn giùm em nha. Lên mã trắng giùm em mất lót nè. Cái lót trong của nó đó. Rồi lên mã này trắng giùm em 10.000. Mã trắng size 28. Rồi ok nè. Trắng dơ lên hà. Bỏ riêng nó cho cọc nè. Rồi lên mã này size 28 giùm em 10.000. Size 28. Size 28 10.000. Size 8 10.000. Đưa lại size 8. Rồi size 29 10k giùm em luôn. Rồi ok em. Rồi size 29 10.000 cho em nha mọi người nha. Chúc 29 lên 29 giùm em 10.000. Rồi em lỗ luôn này, em chóng mặt luôn á mọi người, thật sự mọi người luôn nha. Em bán là cho mọi người á mà em bán lẻ mà em còn không bán được nữa. Thật sự mọi người chứ đừng nói là đi lô mà nhiều khi nó cái lô ấy thôi chứ còn em bán em thấy nó khó chịu ấy. Rồi lên đơn giùm em nha mọi người nha. Rồi đơn này là size của nó là size 29 giùm em tặng luôn 10k nha. 29 10.000 giùm em mã 29. 28 10.000 cho Nguyễn Diễm My. Nguyễn Diễm My ra cọc đây nè. Nguyễn Diễm My ơi. Rồi 29 10.000 cho Ngọc Hà. Lại một lần người dồn như dưới hàng 10.000 người hết dưới đi.
như như đế không sao đâu nè, có đổi thì mình còn biết mà lao được mà bút lông lao được mà tao tao cõi đi bút lông người ta còn lao được. Chuyển luôn mấy chốt nữa nha, chuyển luôn mấy chốt nữa ha, còn chuyện không chốt đâu ha. Ủa cái đôi này sao bỏ ra đây vậy, còn lao vậy, cái đôi xịn này sao bỏ vô đây vậy trời. Rồi em còn một đôi size 33 nữa mọi người. Em còn một đôi size 33, sao 33 nhiều vậy? Em còn đôi size 33 nữa 10.000 nè, còn đôi 33 nha mọi người nha. Rồi lên size 33 giùm em nè, 10k giùm em nha. Rồi thả thao giùm em nha, 33 giùm em 10.000 size 33. Size 33 10k, em còn đôi nữa nè mọi người nè. Size 33 10.000. Nè như mấy con này nó hơi dơ vậy nè, con này size 37 nha. Nè nó hơi dơ giờ về trà sơ cho em ha. Nó hơi dơ như vậy nè. Về trà sơ là được nha mọi nha. Rồi đôi này size 37, đôi này siêu êm đúng ha, chạy thể dục thì ôi đồ là bao cho mọi người ha. Rồi size 37 giùm em ha, chúc 37 lên 37 dơ 10.000 luôn giùm em ha. Size 37 dơ 10k giùm em ha. Rồi lên size 37 dơ, cái này nói chung là bao bền cho mọi người ha. Nói chung là cái chất vải bố này mọi người trà rửa thoải mái luôn. Rồi lên mã này mã 37 dơ 10.000. 37 dơ 10k giùm em, size 37. Quả chứ sao kỳ vậy ta? Trương Thị Hồng Thủy này sao mắc cười vậy trời? Hàng đơn bơm về mà bây giờ cứ vô chốt đơn như giỡn chơi vậy trời. Không, ở đây không để ý luôn á, không biết luôn. Mà không biết lý do sao, đưa coi thử coi. Đưa cái đơn ra coi. Đưa đơn đây. Một 70 đúng chính xác này, còn gì nữa. Trời đất ơi, nghĩ sao mà hàng không nhận đơn, hoàng đơn về rồi bây giờ vô chốt nữa thôi, tôi không lại. Rồi dơ 10.000 cho Trần Huyền nè. Dơ 10.000 cho Trần Huyền nè. Em còn size 33 nha mọi người nha, size 33. Nói chung cái hàng này là mọi người cứ chà rửa thoải mái đi. Do là hàng của nó là chất búa. Chị đam mê đơn của chị Lan Lumi rồi là mai làm đơn rất là nhiều lắm rồi đó. Mai là đã làm luôn đơn chị Lan Lumi đi cho chị phải. Rồi đôi này size 31 giùm em nha mọi người. Rồi đôi này size 31, ai chốt 31 lên 31 giùm em nha. Hơi bụi nhẹ đi xíu thôi, tặng 15.000. Hơi bụi nhẹ đi xíu 15k giùm em, size 31 15.000. Size 31 15k cho em nè, ai chúc 31 lên 31 15.000. Size 31 15.000 cho em ha. Rồi chúc 31 lên 31 cho em đi mọi người, 15k cho em. Hơi dơ nha. Trời ơi nè, nó im dạ mang luôn nha. 31 10.000 5.000. Size 31 hơi dơ 15k lên mã dơ cho em nha. 31 dơ 15.000 giùm em nha. Size 31 dơ 15k cho em nè. 31 dơ 15.000 hơi dơ thôi. Size 31 hơi dơ dơ thôi nha. Nếu mà không đi Đà Nẵng không có nhà thì báo để mà ship nó giao lại chứ, để đơn hoàng về đây nè. Đang tính xả đơn ra nè. Đây nè. Dỡ cái đơn ra nè, thấy Trương Thị Hồng Thủy nè. Trời ơi nè. Trương Thị Hồng Thủy nè. Trời ơi, có set cao cấp nữa nè. Em mà đơn bên em mà nhận đơn mà không nhận đơn mà có lý do là báo ship nó giao lại chứ đâu có kiểu để đơn hoàng về như vậy, em thua luôn á. Bây giờ ai mà chốt đơn mà đã bơm hàng rồi là chốt đơn là phải chuyển khoản đủ em mới đi đơn nha. Rồi đôi này size 34 nè mọi người, lên size 34 giùm em, lên mã 34 dơ giùm em 9.000 nha. Về trà sơ là được nha mọi người nha. Rồi lên 34 dơ giùm em 9k, size 34 dơ. Size 34 dơ 9.000 giùm em. 34 dơ nha mọi người nha, size 34 nè, dơ 9k giùm em nha. Về giặt là được đây nè, dơ đây nè. Về trà sơ là được ha. Rồi lên 34 dơ 9.000 giùm em, size 34 dơ. Size 34 dơ 9.000. Size 31 dơ đi mọi người, lên size 31 dơ 9 15k.
Không, chuyển khoản là chuyển khoản đủ không có chuyển khoản cọc như chị nha. Không chuyển khoản cọc nữa, đơn hàng về rồi là em không chuyển khoản cọc nữa nha chị nha. Mất 100k chị báo cho bên em, bây giờ bên em còn đơn nè, em đóng lại em cho đi lại thôi. Cộng thêm ship vô. Hoa hướng dương nè, lên số điện thoại nè. Dạ nó lộn xộn nó có nha. Gì Quách Thị Hồng Sa nè, có Quách Thị Hồng Sa nè có nha. Rồi hoa hướng dương ra cặp đây nè, 349.000 như hoa hướng dương nè. Hoa hướng dương ra cặp coi số điện thoại chưa vậy trời. Rồi bỏ đi nè, chờ cặp rồi, hoa hướng dương ra cặp nè, rồi 31 nè. 31 dơ cho Nhung Dương nè. Rồi dự bị cho Phan Từ, 31 dơ của ai vậy trời. Rồi dơ dự bị cho Lê Trâm đi. Nói chung là khách nếu mà có vấn đề, ví dụ mà không có nhà nhận đơn thì mọi người báo cho bên em để bên em lưu kho. Bên em lưu kho rồi khi nào mọi người về thì mọi người nhận thôi. Nói chung là rất là đơn giản mà đâu có gì đâu mà để đơn hoàng về. Đơn hoàng về vậy thôi, em cũng thua luôn. Nhân ở trong phòng có mình nhân. Rồi con này size 29 giùm em. Rồi đôi này size 26 nè mọi người nè. Rồi đôi này size 26 giùm em nha. Chốt 26 lên size 26 giùm em nè. Rồi em tặng luôn mọi người đôi này 25.000, size 26 25k. Size 26 25k cái này nó bị mất lót đó mọi người. Rồi em tặng 25.000 nha. Nhưng vẫn mang bình thường cho bé mang vớ vô mang bình thường nha. Rồi 25k giùm em nè. Rồi size 26 giùm em 25.000. Dạ đúng rồi chị ơi. Dạ 4 lần, bây giờ bên em mua 10 lần mà bị 1 lần hay là mua cả 100 lần bị lần bên em cũng chịu khoản đủ mới đi đơn à chị. Chứ mà là 1 lần, 4 lần mà 1 lần hoàn về. Hoàn về thì bên em phải là cho ship giao lại. Còn đã hoàn đơn xả ra là chị biết rồi, bên em xả đơn là bị lỗ. À, cho nên là bắt buộc là nếu mà đơn mà có mua nữa là phải chịu khoản đủ bên em mới đi đơn. Rồi đôi này size 26 cổ cao siêu vip nha mọi nha. Đôi này size 26 cổ cao siêu vip giùm em nha. Rồi em tặng luôn 35.000 đi, xả tặng luôn 35k. Size 26 cổ cao siêu vip giùm em nha, tặng 35.000. Bây giờ mọi người mua không mua là không có hàng. Em bảo đảm với mọi người luôn xịn như vậy. Không mua là sẽ không có hàng nha mọi người nha. Cái này có dây tăng đưa luôn cao cấp nha mọi người. Rồi lên đơn giùm em size 26 cổ cao giùm em siêu xịn nha. Cái này thằng nào bọn như mang vừa trời hàng kit xịn luôn. Đẹp. Này đúng đẹp luôn. Rồi 35k giùm em size 26 quá vip luôn, 35.000 size 26. 26 35k giùm em ha. Bảo có mua áo khoác. Để đề cho em nha. Là sao Hải Phan ơi? Hải Phan ơi sao vậy? Sịp Nam, võ Kiều Phương chốt Sịp Nam chốt bao nhiêu cái nữa nè. Ai chốt Sịp Nam lên đi, size 26 25k có người chốt chưa? Nhung Dương 26 cổ cao. Nhung Dương, Nhung Dương ra cặp luôn đơn này chị đây nè. Nhung Dương ơi, đồ dự bị cho Mỹ Nhân Nguyễn nè. Linh Hà chuyển khoản cặp đi mới chốt đơn tiếp nha. Linh Hà với Nguyễn Diễm My nè. À, giày của người lớn em hết rồi, bữa em like hết trơn rồi, còn giày bé thôi à. Size 35 cho em nè. Rồi đôi này size 35 cho em nha, da siêu êm luôn giùm em nha mọi nha. Da này êm lắm, êm mềm kinh khủng luôn nha mọi nha. Rồi đôi này size 35 cho em, ai chúc 35 lên 35 giùm em nha. Rồi em tặng luôn 35.000. Size 35 cái này em mọi người về mua lót bỏ vô là được nha, nó bị mất miếng lót em tặng 35.000. Siêu êm nha, êm mềm lắm nhưng mà nó bị kiểu như là rớt cái lót ra này da nha mọi người nha. Rồi size 35 35k giùm em nha, im cực kỳ luôn. Miếng lót cặp lót có 10.000, bữa em bán có 10.000 cặp lót xịn luôn á. Hình như còn ít cặp lót đâu ta. Bỏ bên dưới chân người ta đúng không?
lái luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Đưa hết lên đi. Dưới chân cầu thang á. Rồi lên đây nhìn em 35 nha, 35 nghìn. Trời nó xịn nhà mấy em đôi này êm mềm xịn lắm, 35k. Xe 35 35k. Rồi ok Nhung Dương nè. Ủa Hải Phan kêu là hôm bữa có đơn áo khoác mà sao mấy ngày nay em thấy không thấy gọi chút chút hàng là đi đơn chưa? Mở sổ ra thử Hải Phan có đơn đi không? À con cái như là chút thêm đi Hải Phan ơi. Một món đâu có đủ đơn đâu mà đi. Một món phải dồn đơn đủ đơn mới đi được chứ. Hải Phan có cộng 100 ngàn mà đúng không? Cộng 100 ngàn thì phải đủ đơn chứ có 100 ngàn áo khoác làm sao đi. Rồi dồn đơn đi, hôm nay đi luôn nha, ngày mai đi luôn nha, chứ không dồn nữa nha, không giữ đơn nữa đâu nha. Tranh thủ chốt hôm nay đi ha. Rồi con xanh này cũng độn đế cỡ khoảng 3 phân nha. Con xanh này độn đế 3 phân cho em nè, size này size 36. Rồi đôi này size 36 giùm em, độn đế 3 phân giùm em nha. Siêu cưng luôn ha, lên mã xanh giùm em tặng luôn 39 nha. Xanh 39 cao độn đế 3 phân giùm em nha, cao như vậy ha. Xịn mộng ha, rồi 35, 39 nha giùm em size 36. Size 36 39k giùm em nha. Độn đế 3 phân cho em ha. Rồi lên mã xanh giùm em size 36. Xanh size 36 giùm em. Size 35 35k lên nè, bỏ riêng chờ cọc. Được nha. Nếu mà không có thì cọc thẻ điện thoại nha, cọc cạc điện thoại cũng được ha. Rồi lên 36 35k giùm em. Đây em còn một ít lót nè mọi người nè. Ví dụ cái đôi nào mất lót mọi người vay ra chợ mọi người mua lót là được nha. Cái lót xịn này em bán cho mọi người có 10 ngàn thôi nè. Mà mọi người ra ngoài kia mọi người mua lót kia thì nó nói chung nó cũng rẻ hơn hàng này của em là hàng công ty nha mọi người nha. Lót này size 40, 41 nè, 44 nè. Rồi ai chốt lót lên lót hàng này hàng công ty nha, 39, 43 luôn nha. Rồi 39 nè, 40, 41, 43, 44 giùm em nha. 39, 40, 41, 43, 44 giùm em nha. Em tặng mọi người cái vớ như thế này là 10 ngàn đôi. 10 ngàn một đò một cặp nha. Cái này lót dò giùm em nha, lót kiểu như là cái miếng lót này lót dày á mọi người ơi, xịn lắm ha. Để mở ra một cái mọi người xem như vậy. Nhiều khi không hình dung ra được là cái gì trong này. Cái này nó bị sót lại cho em bán hết trơn rồi đây nè. Cái lót này là mình bỏ phía dưới giày á mọi người. Bỏ phía dưới giày cho nó im á, hoặc là nó kiểu như nó mình xài lót một thời gian lâu mình phải thay lót à. Ai cũng vậy. Xài kiểu như thời gian lâu để nó bị dơ á, mình phải thay lót à. Rồi lót dày giùm em nha, 10 ngàn. 10 ngàn nha mọi người nha. 10k giùm em nha. Ai chút lót lên lót giùm em 10 ngàn. Size, em có một đôi size 39 thôi. Một đôi 39 màu à, hai đôi 40. Hai đôi 40, hai đôi 41. Một đôi 43, hai đôi 43, một đôi 44. Ai chút lót lên lót cho em nha. Rồi 39 cho chị Hoàng Dung nè. Xanh 39k chị Hoàng Dung. Chụp gửi qua trang em chị đi. Chụp gửi qua trang em chị với. Lên nè, chụp hình chuyển khoản rồi gửi qua trang em chị nha cưng nha. Rồi lên nè, chuyển khoản 100k, cọc 100k. Thế này nó không có ghi ngày ta. Đánh dấu sao đi chú kiểm tra đi. Rồi lên nè, tháng 100k này để từ từ chút xíu chị xem nha. Rồi ok nha, ok lên nè nè. Nguyễn Thị Hiền là đơn. Ý là từ 200 cọc rồi là kiểu như có miệng ship không, đơn này đơn sĩ. À. Đơn này không có để ý nè. Rồi hai đôi size 40 nè, cái đó vừa bị về chị Khánh Đoan chưa? Cái đơn mà size 36 á vừa bị chị Khánh Đoan chưa? Dung đúng không? Ừ. Có đẹp đâu. Có, Khánh Đoan. Rồi hai lót size 40 cho hai lót size 40 cho gì cho Quân Ngọc nè. Rồi Quân Ngọc hai lót với 20 ngàn vô đây nhân hai vô đây dự bị cho Lê Trâm. Dự bị cho Lê Trâm. Không em có size nhỏ nha. Em có size nhỏ đó mọi người, ai chúc cho chồng rồi chốt cho em có size nhỏ.
Em còn size 41 thôi mọi người. Em còn 39, 41, 43 với 44 thôi nha. Cái này em bán nhiều lắm rồi. Nói chung cái này của công ty, thành ra là mọi người xài ok hơn. Cái này đợt em bán nhiều lắm rồi. Mọi người mua giày cho chồng á, lâu lâu phải thay cái này. Cho đi thời gian là nó sẽ bị dơ, với nhiều người ta bị hôi giò á, phải thay thay ra chứ không là để là nó thời gian nó thụm thụm ghê lắm. Rồi đôi này size của nó là size 165. Là size nhiêu ta, 24 đúng không? 165 là size 24 á mọi người. Size này size 24 nha, chút size 24 lên size 24 giùm em nè. Rồi em tặng luôn đôi này 19.000, size 24 19k. Size 24 19.000 giùm em nha, chút lên đơn nha, size 24 19k giùm em. Size 24 19.000. Size 24 19k giùm em, chút 24 lên 24 19.000. Rồi đôi này size 29 28 29 giùm em nè. Size này size 28 29 giùm em nha, em tặng luôn 25k, size 28 29 25.000. 28 29 25k cho em nè. Ai chúc lên đơn 28 29 25.000. 24 19k cho Thủy Lê nè. 24 hay là size nhiêu? Size nhiêu? Size 28 29 giùm em 25k nha, quá trời xịn rồi, đôi này đẹp. Rồi đôi này size 29 giùm em, xịn sò nha. Rồi đôi này size 29 giùm em nè mọi người nè. Ai chúc 29 lên size 29 giùm em nè. 29 cho Linh Hà nè. Trời ơi, chị biết con em bao nhiêu ra mà hỏi con em vừa không? 3 tuổi em chị chết, biết chết liền. Mỗi đứa nó mỗi cái giò khác nhau mà size 24 á, chị đâu biết đâu. Rồi lên đơn giùm em nha, con này size 29 giùm em nè, trời ơi xịn nha. Rồi size 29 giùm em xịn lắm, bên ngoài rất là xịn nha mọi người nha. Size 29 giùm em nè, 35k, trời ơi mấy đôi này quá đẹp luôn. Rồi em tặng luôn con đôi này, em tặng luôn 25.000 đi. Sao? Nói sao? Không, giữ cặp của ta 200.000 mà. Không lưu vô trong đó sao hỏi chị? Chứ còn nữa, còn chút xíu xíu này chia đi rồi đáng chia. Size 29 25.000. Rồi size 29 25k Nhung Dương nè, dự bị chị Tú mở. Dự bị chị Tú mở. Nó chịu khoảng đủ rồi. Rồi đôi này size 34 giùm em nha mọi người nha, chút 34 lên 34 giùm em nè. Rồi đôi này size 34 giùm em nè. Coi thử có chiếc giống vậy không Linh? Lại đã coi được không? Rồi nó 34. Rồi đôi này size 34 giùm em, ai chút size 34 lên size 34 giùm em 30.000. Rồi đôi 34 này em tặng luôn 30. Size 34 giùm em 30.000. Size 34 30 giùm em, size 34 tặng luôn 30.000, size 34. Size 34 30. Trời ơi em xả lỗ người chốt đi. Rồi. Hả? Được rồi, được rồi, được rồi. Này coi, này coi, này cái miếng gì coi. Size 33 giùm em nha mọi người. Chúc 33 lên 33 giùm em. Trời ơi, đẹp chưa? 33 giùm em 30.000. 33 giùm em 30. Mai là đi đơn á, cứ chốt dùm đơn đi, mai đi đơn. Rồi cái đôi tím nó đẹp muốn xỉu luôn mọi người. Rồi đôi này là size của nó là size 33 giùm em, ai chúc 33 lên 33 giùm em nha. Rồi tặng luôn 30.000, size 33. Size 33 30. Trời ơi ông nội ơi, size 34 đẹp vậy 30.000 không ai chốt mà ghê chứ trời. 33 30 này cho Hà Linh nè. Như vậy chị Tú mở. Rồi màu đen luôn giùm em, size 33 màu đen, ai chúc đen lên đen tặng luôn 30. Hôm nay chốt được ngơ thôi, em cũng thua. Lỗ lòi lơ luôn. Rồi đi giùm em 30. Mọi người biết lý do sao không? Chút 30 qua nó bị mất miếng lót bên trong á, về xử lý. Nhưng mà cái này vẫn mang mọi người khỏi phải cần bỏ lót cũng được. Kiểu như là mọi người cho bé nó mang đôi tóc vô là ok nha mọi người nha. Xịn lắm luôn á, êm mềm xịn dạ mang luôn. Đen giùm em 30 mà đen. Đen 30. Mấy đôi này cho tôi chuyện đi con. Có nhiều người ta không có mang á. Tôi nhìn đáng rẻ quá đấy con. Ủa nó chắc hết vô trong cái bao từ thiện này rồi, tao ngoài chắc mình nói cứng. Rồi đôi này size 195 nè. Rồi đôi này size 195 đó, mấy đôi đen đó là trò tết mà mang nó mừng lắm, mừng. Tao không có.
có giày vậy. Nhiều khi mình có thì mình thấy bình thường, người ta không có nữa. Okay. Rồi đây này, size 195 cho em nha mọi nha. Rồi nhanh tay lên đơn giùm em nha. Size 195 là size nhiêu ta? 35 là size 225 hả? 225 là cái này là size 26 hả? 6 27 chứ. Ê, điên, cái này size to à, cái này size phải 30. Cái này là cái này kia là 225 đúng không? 225 là 220 là size 34. 215 là size 33, 201 là size 32. Cái này là size 30, 29, 30, 1, 29. Con này size 29, 195 là size 29 nha. Rồi lên size 29 em tặng 10.000. Size 29 em tặng 10k nha mọi nha. 29, 10.000 cho em. Chúc 29 lên 29, 10.000. Size 29, 10k dùm em nè. Rồi 30.000 cho Trâm Thu là màu tím nha. Trâm Thu 30.000 là màu của 34 là màu tím nhé. 34 là màu tím, còn đen là 33. Đen 33 cho Quân Ngọc. Quân Ngọc dự bị Lanitor màu tím nè. Rồi 29.000 cho Lê Trâm. Rồi này size 39 mọi người. Này cho luôn đi. Cái này bán 20.000 luôn, to chụp bán luôn. Đây, còn mấy cái đôi cam này đẹp nè mọi người ơi. Mấy đôi này đôi xịn đó nha mọi người nha. Ai mà xài rành hàng là mấy đôi này lại bao cho mọi người ha, xịn sò kinh khủng luôn. Lên bước qua đây đi coi bỏ gì nè. Đôi bỏ qua đây này. Còn đi, nghiên cứu, đi làm đi đâu. Nó gần mẹ như gần như Bình Phước cha, tới Trân Thành, dắt mẹ Trân Thành nhiều kể. Hôm qua Linh kêu mấy đôi này là size nhiêu này Linh? Dạ cái size nó nằm ở dưới, ở trên cái mỏ như vậy cô dập. Này size 32. Đôi này size 32 nè. Hôm qua mấy đôi này là mình chốt nhiêu tiền vậy ta? 29. Rồi 29.000 cho em nè. Rồi lên đơn giùm em 29k nha. Size này size 32 này, xịn như vậy nè, 29.000. Mấy cái đôi mà giày mà giày lười này, nói chung là em bao nha. Cái bao kia hồi nãy kiểm tra hết chưa mà hốt vô không vô vậy? Dạ là nó là lấy mấy cái bao cũ đó, bỏ vô mỗi đôi vô một bao vậy để về người ta cho để nhét như vậy đó. Để chút xíu nữa tôi kiểm tra làm lại đơn bao đó đi, để bóc tùm bậy bỏ vô những cái bao đồ bé bây lá bé cho hết trơn, là bao đồ bé hả hàng trong shop. Cái bao dưới đó là hàng shop nha, hàng shop đó mà nó treo nó hơi bụi thôi nên em lấy nó cho mẹ anh em lỗ sạch máu luôn. Giờ nó cho hết mẹ cái bao đó rồi, nó còn để lại mấy bộ bên ngoài mới biết mới phát hiện ra. Rồi 29k giùm em mã cam size 32. Cam cho Lê Trâm. Kéo cái bao thái á. Rồi em còn nữa nha mọi người nha. Tặng hết nha mọi người nha. Rồi đôi này size 35 luôn nè mọi người nè. Chỉ có 29k thôi, xịn đét luôn nha mọi người nha. Rồi size 25 giùm em nha mọi người, đẹp lắm. Size 35 giùm em. Size 35 giùm em 29.000, size 35 đẹp cực kỳ luôn. Ai vừa size chốt đi mấy đôi giày lười này em bao nha. Em bao cho mọi người luôn nha, rất là ok luôn ha. Tan mát xịn sò ha. Rồi lên giùm em size 35 giùm em nè. Có 29.000. Có 29k rồi, đôi size 34 luôn nè mọi người. Có 29k thôi nha. Rồi 35 cho anh Trúc nè. 34 giùm em. Ai Trúc 34 lên 34 giùm em nha mọi người nha. 29.000 nè, nó rẻ túi luôn. Cái này mọi người mang lên giò nó đẹp lắm. Không có độn phơm á mọi người. Không có độn phơm á, thành ra là mọi người nhìn vậy ha. 34 giùm em 29.000 size 34. Size 34 giùm em 29k, xịn như vậy nè mọi người nè. Xịn lắm nha mọi người nha ha. 34 giùm em 29.000 size 34. Size 34 29k nó còn ít, em xả luôn, em xả luôn quần áo rồi là để tối em like cái lô mới á mọi người. Cái này rớt lại á, ít á. Rồi lên đơn nha mọi người nha. 34 giùm em 29.000. 34 29k cho Trâm Thu ra cặp đơn này đi Trâm Thu ơi. Rồi 34 cho Tú Mở. 34 cho Linh Hà. Rồi em mất size 34 nha mọi người nha. Rồi đôi này em tặng 10.000.
em tặng luôn đôi này 9k đi, lên mã dơ giùm em 9.000 nha mọi người nha. Rồi size này size 33 dơ giùm em 9k, cái này mọi người về trà sơ, trà cho bé là ok ha. Trà cho bé mang là ok. Nói chung miếng size bán 9.000 em cảm thấy nó rẻ quá, em tính em gom em cho từ thiện. Em có thời gian đi, ai có thời gian đi là em gửi cho em có thời gian lu bu đó. Còn ông mấy này em cho từ thiện cho nó ấy hơn. 9.000 339k hai chút bỏ ra cho từ thiện. Cái này em còn đôi 34 dơ nha, cái này là dơ đó nha mọi người nha. Hơi dơ đó, hàng Quảng Châu quá chứ không phải hàng thường đâu. Rồi con này size 34 dơ luôn 9k nè. 34 dơ giùm em 9.000 nha. Trà sơ là mới bóng đẹp lung linh luôn á. Trà là trà lên là trắng tinh đẹp lung linh luôn nha. Rồi 34 dơ, 33 dơ giùm em 9.000. Con 34 này đẹp lắm. 34 này quá đẹp. Ba ba dơ cho chị Nga Ngọc, ba tư dơ cho gia đình nhỏ. Như vậy cho chị Khánh Đoan. Đây em còn hai đôi nè, rớt lại hai đôi. Qua thì like nó hết sạch sẽ mà còn rớt lại hai đôi vậy nè, chịu nổi không? Rồi đôi này là size 195 nha mọi người, đôi đen này size 195. Rồi em tặng 29.000 thôi. Rồi Quảng Châu cao cấp như vậy, cái 29k mọi người ơi, tin không? Không tin luôn nha, xịn đét như vậy nè ha. Rồi lên mã này, mã đen giùm em size 195. Đen size 195 giùm em nha, xịn sò hàng 33, hàng hãng giùm em nha. Hàng 33 này của hãng giùm em nha, 29k giùm em này, còn gắn đôi 1 à. Còn gắn đôi 1 29k giùm em ha, đen giùm em 29.000. Rồi da này là size 200. Da này size 200 em tặng luôn 29.000. Da size 200 giùm em 29k nha. Mã da 200 giùm em, size 200 29.000 mã da. Rồi đôi đen đẹp lắm, mấy đôi này xịn lắm, cái này bán nhiều lắm rồi, cái này da thật nè. Cái con này là da thật nè mọi người nè. Da thật chứ không phải da thường, da hàng hãng á. Là hàng Ba Tan này, là hàng Quảng Châu mà hàng nội địa chứ không phải hàng thường đâu. Rồi em còn một đôi này là size 200 nè, 29k nha. Size 200 là tương đương với là size 30. Còn cái size 195 là size 29 nha mọi người nha. Rồi nhanh tay lên đơn giùm em nè. Size 200 này là size 30 cho em nha. Rồi lên đơn giùm em, mã này là mã da cho em nè. Mã da cho em, ai chút da lên da giùm em. Rồi da giùm em nha mọi người nha. Bảo lên số điện thoại. Rồi đôi này size 30 vậy ta. Rồi đôi này đôi size 30 nè mọi người nè. Xịn như vậy nha mọi người nha. Rồi em tặng luôn 30.000, size 30 30 giùm em ha, quá xịn nè mọi người ơi, size 30 30 giùm em. Size 30 30.000 giùm em nha, quá trời xịn luôn. Đôi này còn mấy đôi sao đó. Rồi size 30 giùm em 30, mọi người biết lý do sao em bán 30 không, nó mất lót nha mọi người nha. Về xử lý nói chung là cho bé mang vớ vô là được rồi, không cần phải mua lót gì hết trơn á ha. Rồi lên đơn giùm em, trời nó xịn giả man, nó êm kinh khủng luôn ha. 30.000. 30.000 lỗ lắm luôn á. Rồi đôi này size 35 còn đôi nè mọi người nè. Size 35 em còn một đôi nha. Đôi này hôm qua em chốt nhiều, em chốt luôn 39.000. Em chốt luôn 39k size 35 đi. Rồi mấy đôi này là VIP nha. Chống trơn trượt rất là cao nha mọi nha. Rồi size 35 giùm em nha, ai chốt 35 lên size 35 giùm em, có 39.000 thôi, quá đỉnh nha. Size 35 giùm em 39k, xuất sắc luôn giùm em nha. Size 35 39 nha giùm em ạ, size 35. 35 39k giùm em. 30 30k cho chị Tú Mở. Rồi về Nhung Dương. Còn hai đôi hàng cao cấp ở Hoàng Châu, hàng da thật mà mai chút mới ghê. Rồi 35 cho chị Khánh Đoan. Chuẩn bị cho anh Trúc. Toàn bộ này là em lấy lại đồng nào hay đồng đó, chứ còn hàng này là em không phải là bán lời đâu mọi người. Không có bán lời đồng nào đâu mọi người. Con này da luôn, này êm lắm luôn nha mọi người. Rồi đôi này size cực khoảng size 32. Rồi đôi này 31, 32 chút được giùm em nha. Em tặng luôn 30.000 size 31, 32. Em dọn chứ không em bán gì đâu. Đây nè 30.000 là do nó mất miếng lót trong, em tặng 30.000 nó xịn kinh khủng luôn. Đó mọi người thấy không? Thành nên hàng bên em là cái nào là ra cái đó, rất là đỉnh nha mọi người nha. Rồi lên đơn giùm em nha mọi người. Size 31, 32 giùm em 30.000, 31, 32. Size 31, 32 giùm em 30.
size 31, 32 dùm em 30. Rồi con này chuẩn size 32 nè. Rồi con này chuẩn size 32 luôn dùm em nha, 30 ngàn. Chuẩn size 32 luôn, 30 dùm em. Trời ơi, dễ thương quá à. Đang biết em mang size nhiêu ta. Ui, bà bé chắc cái chân mày dài cho mày 34 quá. Mày điên quá mày. Mày mới có 9 tuổi. 32, 30 cho chị Tú Mở. 32, 30 cho Lan Thùy. Rồi đôi này size 29 giùm em, 30 ngàn. Size 29, size 29, 30 nha, nó đủ màu như vậy nè mọi người nè. Rồi size 29 giùm em, 30 ngàn. Size 29 nha, im lắm luôn á, da nha mọi người nha. Con này da nè, lớp ở trong nó da nè mọi người. Rồi im kinh khủng luôn á. Rồi lên đơn giùm em nha. Size này là size 29 giùm em, 30 ngàn. Size 29, size 29, 30 mọi người nhìn. Size 29 giùm em, 30. Trời ơi, còn đôi da thật nè. Em còn đôi size bé téo da thật nha mọi người nha. Đôi này là size của nó là size 180. Đôi này size 180. Rồi size 29 cho cái gì, Tuyền Nguyễn, Thanh Tuyền nhớ, Thanh Tuyền như vậy cho Nhung Dương. Thanh Tuyền cặp dưới. Ô cái đôi này bị dơ rồi. Đôi này bị dơ miếu phía sau rồi mọi người ơi. Đây này, cái này nhưng mà mọi người trà sơ là ra nha. Cái này là kiểu như nó bị tác động, nó quẹt, nó dơ á. Mọi người trà sơ giùm em nha. Rồi em chốt đôi này 25 ngàn đi. Rồi lên dơ 25k nha. Cái này chỉ cần lấy bằng chải mình ngồi đánh sơ là nó ra hết nha. Rồi lên dơ giùm em 25 ngàn. 25k giùm em ạ. À, dơ đó. Như ví dụ bình thường em lao sơ cũng được mà. Rồi dơ 25. Rồi ok. Bỏ cái đơn của chị Thanh Tuyền ra, lấy cái đơn này. Rồi dơ, ok dơ chị Thanh Tuyền. Dự bị da Nhung Dương. Rồi đôi da thật nè. Comment mã da giùm em nha. Mã da size 180. Hôm nay em tặng luôn 35 ngàn. Mấy đôi này là phải là chốt là phải 50-60 ngàn mới đáng. Thật sự luôn, nó xịn lắm luôn. Da nha mọi người nha. Không xịn em trả tiền lại cho mọi người. 35k dùm em. Size này là size 180, chuẩn hàng nội địa Quảng Châu nha. Rồi lên đơn dùm em. Mã này mã da nha, 35k mã da. Trời ơi, mấy đôi này cưng xỉu. Rồi đôi này size 26 nó xịn lắm. Ai nhà có bé size 26 mà muốn mang êm là cái này làm bao êm nha. Mang về mà kêu mang không êm, em trả tiền một đền gấp 10 cho mọi người ha. Con này rất là đẹp luôn nha, bé mang lên siêu đẹp. Rồi size này size 26 giùm em. Cái này bé nó mang lên, nó căng lên đẹp lắm. Cái này do em không có độn quá mọi người. Rồi lên mã này, mã size 26 giùm em nè. Rồi em chốt luôn nha mọi người, 30 ngàn size 26. 30 size 26 giùm em nha, quá trời xịn rồi. Rồi 30 ngàn size 26 giùm em nè. Rồi da cho Nhung Dương nè. Chủ như comment sao giờ sao chị Tú Mở chút đó nè. Toàn hàng Quảng Châu không mọi người, lô này hàng Quảng Châu nha mọi người nha. Rồi đôi này size 34 giùm em nè. Ai chút 34 lên 34 giùm em nha. Hơi dơ em tặng 25k đi, 20 ngàn đi. Rồi lên dơ tặng 20 luôn. Lô này cất luôn. Rồi cái này nó không có độ á mọi người. Rồi lên dưa giùm em tặng luôn 20 ngàn Quảng Châu hết giùm em nha. Nhớ như vậy nè. Đó nó hơi bụi, em tặng cho mọi người. Đôi này 20 ngàn nha, Quảng Châu. Về cái này chắc dù mọi người về cứ chào thoải mái cho em ha. Rồi lên đơn giùm em. Mã dưa giùm em 20 ngàn size 34. Mã dưa 20 size 34 cho em nè. Dưa 20 size 34 giùm em. Con này đôi này là size 245. Size 39 giùm em nha. Chút size 39 lên size 39 em tặng đôi này 45 ngàn. Size 39 45k. 39 là sẵn dừa đi. 39 là dừa xong dừa. 39 là 39 dừa. Đó nhầm ra dừa. 3 đôi đi đâu. Con nữa à. Vậy là cái bao này là sốt ở đâu nè. Chưa like luôn nè. Rồi giày nha mọi người ơi. Giày nha, giày hãng giùm em nha. Rồi con này là giày hãng với em nè mọi người nè. Da luôn nha mọi người, da thật. Nó có một miếng da tét nè, nó có một miếng da để tét da nha, xịn sò nha mọi người nha. Thì quan trọng làm tìm cái size nó ở đâu nè. Ba cái hàng nội địa này em
Không phải đâu, 2880 gì vậy trời. Cái size nó nằm ngay đây nè mà mình không biết cái chữ của nó nè. Nó mi trang hàng Việt Nam của mình vậy đó. Rồi đôi này là size của nó là size 29 mọi người nè. Con đôi này là size 29 nè, chốt 29 lên 29 nè. Rồi ai chốt 29 lên 29 cho em nha, da xịn nha mọi người nha. Rồi em tặng luôn 35k đây nè, nằm ở bên dưới đó. Rồi size 29 giùm em 35k, không xịn em trả tiền lại cho mọi người, da chuẩn da thật luôn giùm em nha. Hàng nội địa Quảng Châu giùm em 35k, không xịn em trả tiền lại cho mọi người. Xuất sắc luôn giùm em nha. Trời ơi, đôi này đúng hàng hãng luôn. Quá trời xịn luôn, 35k giùm em. Rồi lên giùm em size 29 nha. Size 29 và một đôi size 30 giùm em nha. Chỉ có 35k thôi, chuẩn hàng Quảng Châu cao cấp giùm em. Là hàng này nó có da thật, là nó có da để mọi người test luôn nè ha. Chứ mà là bán hàng thường rẻ tiền nha. Rồi nhanh tay lên đơn giùm em nè. Rồi lên mã này giùm em. 2935k giùm em, size 2935 nha. 2930 31 à. Rồi 2930 31 nha, có một đôi 30 và một đôi 31 giùm em nha. Sao ạ? Có lấy không? Cắt chốt rồi nè. Rồi cái này một đôi size 34 20 ngàn là đôi nè. 34 20 ngàn. Là dưa 20 ngàn đúng không? Đây là đúng không? 2635k là luôn nè. Đây nè. 26 nè. Đó là 30 ngàn mà. Đây, 26 30. 26 là 30 ngàn nha cưng nha. Còn nào nữa không? Hết rồi đúng không? Hết rồi, mới nhân tại nhân. Rồi 26 30 ngàn nha Thủy Lê nè, sửa lại 30 với Thủy Lê đi nè. Rồi dơ 20 với chị Thanh Tuyền nè. Giờ chịu khó trà đi cho con cháu mình đã mang. Mấy tắc còn cứ ngó dơ tay hoài. Ok vậy. Trời em chút nha mọi người, nó bị đứng máy rồi. Để em bên build ra được rồi mới tiếp nha. Rồi dơ cho chị Thanh Tuyền. Chưa. Ừ. Đâu ra nè, người kia là mới lôi qua ra đó, nhớ sao. Rồi dự bị cho anh Trúc. Chị Thanh Tuyền dự bị cho anh Trúc. Rồi 29-35k cho chị Thanh Tuyền. Rồi 29-35k cho Thanh Trang Nguyễn Trần. Em còn đôi 29 nữa nha mọi người nha. Em còn một đôi 29 nữa nè. Ai chúc 29 lên 29, em còn một đôi nữa nha. Thanh Trang Nguyễn Trần với chị Thanh Tuyền. Rồi 30 cho Thịnh Hương. Rồi size 31. Em còn đôi size 31 nha mọi người nha. Rồi ok em nha. Rồi em còn một đôi size 31 và một đôi size 29 nữa nè. Ai chúc 31 lên 31 luôn đi mọi người nè. Không nó gắn lộn, đôi thì nó nếu có tan, đôi thì nó chơi hai cái tan. Rồi size 31 giùm em nha mọi người nha. Ai chúc 31 lên 31 cho em nè. Size 31 cho em á mọi người ha. Rồi ok, 31 với chị Thanh Tuyền. Em còn đôi size 29 là hết nha. Hàng đủ ri á. À, 31 chị Thanh Tuyền. Rồi em còn đôi size 29 nha. Em còn một đôi size 29 nha mọi người nè. Chúc 29 lên 29 nha em nè. Chúc 29 lên 29 nha em nha mọi người nha. Rồi đôi này size 34 nè mọi người. Đôi này size 33-34 giùm em nè. Rồi 33-34 là mang dừa giùm em nha. Mã trắng giùm em 30 ngàn. 33-34 giùm em trắng 30. Trắng 30 ngàn nha mọi người. Đẹp chưa? Trắng 30 ngàn giùm em nha. Em còn đôi 33-34 trắng 30. Trắng 30 rồi, sáng hôm nay tặng luôn con này da thật nha. Nhận về không phải ăn hãng xịn. Ai mà xài ăn hãng mọi người nhìn là mọi người phê liền thật sự luôn. Size 30 nha con, đúng ăn hãng luôn giùm em. Rồi size 30 hôm nay em tặng luôn 35. Con này nó dơ em tặng luôn cho mọi người 25k đi. Con này con hãng da thật nha mọi người nha. Con này da thật giùm em ha. Rồi lên mã này mã xám dơ em tặng 25k. Xám dơ 25 ngàn giùm em mã xám dơ. Xám dơ trắng cho anh Trúc nè. Rồi lên sắm dơ giùm em 25 ngàn giùm em sắm dơ. Trời ơi con này con da thật. Em bao cho mọi người size 30, ai mà quen chốt đi em bao xịn nha mọi người nha. Con này là em nói thật sự nha, nó êm nó mềm kinh khủng luôn, 30 ngàn giùm em.
ta chụp được mấy cái mẫu trùng trùng lên qua đây, bỏ một chỗ đi like luôn mẫu trùng. Rồi đây này size 35 giùm em nè mọi nè. Ai chúc 35 lên size 35 giùm em, 35k. Size 35 35.000. Size 35 35k, siêu nhẹ và siêu êm nha mọi người, nội địa nha mọi người, hàng nội địa Quảng Châu giùm em, hàng ba tan nội địa Quảng Châu nha. Xuất sắc như vậy nè. Rồi lên đơn giùm em, cái này em không có độn cái gì luôn nè. Không có độn nha mọi người nha, không có độn đâu. Da này siêu mềm, siêu êm nha, size này size 35. Rồi lên đơn giùm em, mã này mã xanh size 35 giùm em nha, 35k luôn. Xanh size 35 35k giùm em ha. Bảo Bảo không có số điện thoại chốt đơn được đâu nha Bảo Bảo ơi. Bảo Bảo không có số điện thoại sao chốt đơn được. Rồi đôi vàng này size 33 nè. Trời ơi nó im mà coi trong này lúc trông đẹp ghê luôn. Rồi size 33 giùm em nha mọi người. Size 33 giùm em, ai lên mã vàng. Ai chốt vàng lên vàng size 33 giùm em. 35 35k chị Tú Mỡ nè. Rồi Tú Mỡ ơi, cái size 30 đó vừa hổng chốt đi chứ ơi. 30 nó da thật á, mọi người không tin em, tức ghê luôn á trời. Rồi đôi này là size của nó là size 33. Trời ơi, xịn, nó nhẹ, siêu nhẹ này, xịn lắm. Ai mua rành hàng nhìn mấy cái này mọi người không chốt, mình chốt cái gì trời. Hàng nội địa Quảng Châu xịn đét luôn, 35k. Rồi vàng giùm em 35.000. Hàng của em hàng đủ size nè. Nó còn rẻ hơn hàng si xài rồi nữa. Rồi cái này em có hai đôi, một đôi size 32 và một đôi size 35. Một đôi size 32, một đôi size 35 cho em nha. Trời ơi, 35.000 tin không? Siêu nhẹ mà xịn như thế này nè, trời đất ơi. 35.000 không tin nổi được luôn á. Rồi lên mã này, mã xanh lá giùm em nha. Rồi vàng 33 cho Thịnh Hương nè. Rồi lên đôi này xanh lá giùm em, size 32 và size 35. Trời đẹp quá. Siêu nhẹ nữa chứ, trời ơi, bao phê nha mọi người ơi, phê lắm luôn ha. Rồi lên đơn giùm em size 32 và size 35, em có còn 2 đôi. 32 và 35 lên xanh lá giùm em nha. Chỉ có 35.000 hàng nội địa Quảng Châu giùm em. Xuất sắc luôn nha mọi người nha. Siêu nhẹ, đôi này siêu nhẹ mang sướng lắm. Rồi còn 2 đôi, một đôi 32, một đôi 35. Ai chốt nhanh tay lên đơn nha. Xanh lá giùm em kèm size. Có đâu đôi đó mà có size nhỏ to to mang. Ờ, mang mình mang đi. Đi lấy hàng rồi. Nhiều ví dụ đi chơi đi đồ mang đi mà đi đi phố rồi mang nhẹ. Không muốn sọt rồi á. Mình để tao mà. Rồi đôi này cũng là 35 luôn giùm em nè. Trời đẹp không à. Rồi xanh lá. Vàng hết rồi Tùy Dung ơi, vàng hết rồi nha. Xanh lá 32 cho gì? Phương Uyên Lê ra cọc nè, Phương Uyên Lê ơi. Phương Uyên Lê chốt size 32 ra cọc nha. Ghi 35.000 để cho Phương Uyên Lê ra cọc. 35.000. Rồi con này là, con này là size 35. Mọi người lên mã này mã 35 cho em là được. Không có to, to bữa chị like hết trơn. Rồi lên mã này mã cho em là mã 35, 35.000 luôn giùm em nha. Cái con này nó thật sự mọi người bao sướng luôn nha. Cái này chất của nó là chất dù mà siêu nhẹ nha mọi người nha. Rồi lên mã này mã 35, 35k luôn nè. Rồi lên mã này mã 35 là được 35.000. Rồi một đôi giày này là giày của nam. Đôi này á, em thật sự mọi người nha, nó không có ấy đâu mà do là cái đôi này á, kiểu như là đơn của khách nó chốt rồi á, rồi để riết ở trong kia, nhét vô trong khe nè, bỏ vô trong bọc á. À, nên là để ngay phía ngoài tường, ngay cửa kính nhà em nè. Nó nắng nhiều quá, nó khô, nó ấy keo ra. Nhưng mà xài ok nha, size này size to đó. Size này size to, size tới 44 nha hàng này. Xuất nói chung mấy đôi này là bao ok luôn. Nhưng mà nói chung cái gì cũng vậy, mình đứng ngoài nắng mình cũng chịu không nổi nữa chứ đừng nói mà giày dép mà phơi nắng. Nằm ngay cửa kính bên nhà em nó chá vô á, thành nên nó nóng á. Nó bị hơi khô keo ra, mọi người về xử lý đi. Mọi người về mua cái chai sơn á, mọi người quẹt hết vô trong cái viền này nè. À, rồi em tặng cho mọi người đôi này 35k đi ha. Còn mê mã khô keo 35.000 size 44 nha. Của nam nha mọi người ơi. 44 size 44 thì mê mã khô keo tặng 30.000 mẹ đi. Em tặng luôn 30.000 đi. Rồi tặng 30 nha. Chưa mua lần nào thì cặp mới mua chứ. Chốt được một đôi rồi ra cặp đi nha. Cặp mới chốt tiếp nha. Nè nó bị ấy. Cô kêu rồi em tặng có 30.000 thôi. Về xử lý nên nói chung là xịn á. Xịn sò nha. Đôi này em like cao lắm. Hàng hàng xuất á mọi người. Rồi lên đơn giùm em tặng 30. Rồi size 44 30.000 nha. Cô nha. Cô kêu kiểu như là nó kiểu như nó bị xì vậy chứ không là. Trời ơi, mấy đôi này thật sự nó cưng quá, trời quá đất luôn á mẹ ơi, chàng ơi, dễ thương quá à.
Em mua nhiều em cọc 100 ngàn nha, còn mua thì cọc 50 ngàn. Cũng 4 cho Laniter. Rồi đôi này hồng size 35 cho em nè. Ai chúc hồng lên hồng size 35. Hồng size 35 dùm em nha. Chúc hồng nhanh tay lên hồng size 35, 35 ngàn mã hồng. Siêu nhẹ dùm em nha. Mấy đôi này là đôi gọi là siêu nhẹ nha. Hồng dùm em size 35, 35 ngàn luôn dùm em. Mã hồng size 35, 35k dùm em nha. Rồi đôi da này cũng size 35 luôn dùm em. Rồi nó có đủ màu luôn á trời. Rồi đẹp quá nè. Rồi da dùm em size 35, 35 ngàn luôn dùm em. Mã da. Mã da size 35, 35k luôn dùm em nha. Da size 35, 35 ngàn. Da size 35, 35k. Hồng cho trăm thu cặp chưa vậy ta? Trăm thu cặp chưa vậy? Trăm thu ra cặp luôn em chị đi trăm thu ơi. Có đơn ra cặp thì chị nha. Trăm thu nãy giờ mấy cái rồi đó. Da cho anh Trúc cái đó dự bị cho Nhung Dương đây. Của trăm thu dự bị cho Nhung Dương. Tâm tu dự bị cho Nhung Dương. Trời ơi mẹ ơi mấy đôi da thật nè. Nó thật sự mọi người nhỏ có nào mùi về phê điếu người luôn á. Size này size 200 dùm em. Da thật nha mọi người nha. Da thật bây giờ còn lẻ size á. Lẻ lẻ em tặng luôn 35 ngàn. Rồi size này size 200 nha. Ờ cái này con ấy dừa nè Thịnh Hương ơi. Hình như con này con su dừa nè. Cái này xịn nè Thịnh Hương nè. Cái này da thật luôn á. Rồi này da thật nè Hương ơi. Đâu mất tiêu rồi còn không nè. Rồi đôi này xịn lắm hàng hãng nè. Rồi đôi này size 200 là thành size 29-30 nha mọi người nha. 200 là chuẩn nó là size 30 đó. À này hàng nội địa giùm em nha. Rồi lên đơn giùm em, mã đen giùm em. Thì lựa ra, lựa lại đi. Cái nào ấy thì bỏ ra, còn mà cái nào ok thì đưa ra tặng 10 ngàn. Rồi đen giùm em nè, chút đen lên đen 35k giùm em nha. Size 200 á, 35 ngàn. Size 200, 35k. Rồi đỏ này size 200 luôn, chứ ngưng đi ra rồi. Rồi đẹp quá mà. Rồi đỏ giùm em size 200 luôn giùm em nha. Em mới cọc hôm qua rồi đó. Giờ kiểm tra coi trời đất ơi. Trăm thu chấm chấm giùm chị đi. Hương nó mất tiêu rồi, đi ra rồi hả cưng ơi. Trời đẹp quá à. Thật sự mọi người nha, nhận mấy đôi này về phê luôn á. Quá trời xịn rồi, không phải nói nữa. Size 200 giùm em mà đỏ đô. Da thật giùm em nha đây nè. Da thật một ngày mình mang lên là nó căng bóng như vậy luôn nè mọi người nè. Cái này không có độn quá mọi người, quá trời xịn luôn nha, đẹp lắm luôn. Rồi lên đơn giùm em ạ, đỏ đô size 200 luôn giùm em nha, tặng luôn 35 ngàn đi. Hè này chút 45k, bữa đủ sam chút 45 ngàn. Rồi luôn tặng luôn 35k nha mọi người nha, đỏ giùm em 35 ngàn size 200. Trăm thu cặp ở đâu vậy, chấm bài qua trang em chị đi, trăm thu ơi. Đi nha Nhung Dương nè, chị bị chị Thanh Tuyền. Rồi lên đỏ đô giùm em nha. Vịnh Trương gì chút đơn chịu cọc không nha. Trăm thu chấm bài qua trang nha chị đi, trăm thu ơi. Chờ em chút nha mọi người nha. Nguyễn Xuân qua cọc 50 ngàn ghi chưa? Nguyễn Xuân 50. Nguyễn Xuân nào? Tùy Tiết Lê cọc 50. Cá Vôi Xanh cọc 50. Trong Xanh 50. Diềm Lê Nguyễn Xuân phát trăm tu ra. Thu trăm cộng 50. Rồi ok thu trăm nè, ok em nha. Rồi ok đỏ cho chị ấy nè. Rồi hello Nguyễn Thuận nè. Hello chị yêu. Rồi đỏ cho chị Thanh Tuyền. Dạ không cặp em mới chốt nha chị Vịnh Trương ơi. Bên em cặp em mới chốt nha. Cuối like thôi chứ không như không.
Rồi đôi cam luôn nè, em chúc đôi cam luôn nha mọi người nha. Đôi cam này size cỡ khoảng size 30, 32 gì đó mọi người. Nói chung là trừ hao đi, đôi này mô đen lắm, đôi này đúng chuẩn hàng của Thái luôn nha mọi người nha. Cái nào mọi người mang là cái dây nằm bên này, này dây sao như thế này nè, rất là đỉnh nha mọi người nha. Ai đã xài rồi thì biết nha, sọ ngón và có dây kiểu như là dạng như quay hậu á mọi người. Xuất sắc luôn, ai mà xài được đôi này rồi là ok nha, của hàng Thái chuẩn luôn. Rồi lên mã này là mã cam giùm em, ai chút cam lên cam giùm em nha. Em tặng luôn cho mùa đôi này 25k đây, còn đôi tặng luôn 25.000. Cam 25k giùm em mã cam. Còn hồng này size 180 em tặng 9.000 đi. Hồng size 180 em tặng 9k nha. Cái này là nó có cái phía trước nó phụ để nó chống đau dò cho bé nha mọi người nha. Rồi hồng giùm em size 180 em tặng 9.000 mã hồng. Hồng size 180 tặng 9k. 9k. Rồi nhận được rồi, Thu Trâm, Trâm Thu ơi, nhận được rồi. Nhận được rồi nha cưng ơi. Rồi cam 25k chị Khánh Đoan. Hồng dưa đó nha Nhung Dương ơi. Hồng cứ như nó bị keo phía bên trên, nó về xử lý nha. Rồi lên con đỏ nè mọi người nè. Đỏ này qua kêu size nhiêu trời. Đỏ này size 225 là size 35. Đỏ này size 35 như em nha mọi người. Rồi đỏ size 35 giùm em tặng luôn 39k đỏ size 35. 39.000 giùm em nha, quá xịn rồi mọi người. Rồi đỏ size 35 39k giùm em. Ôi giời ơi xuất sắc. Đỏ size 35 39k. Đưa hết mấy đó đủ size luôn hả? Đưa mấy đồ đó đi đập size được size gì. Rồi đôi này size 33 nè mọi người, em tặng cho mọi người đôi này 25.000 đi, đủ size. Nhiêu? 30. Rồi 30 nè. 33 nè. 33. Rồi 30 với 33 khác gì? Mình nghiêm nó đẹp. Hồng 26 thì 180 là đúng rồi, cỡ khoảng đó đó, size 26 á cưng ơi. Cỡ đó đó, em lên hồng dơ 9k cho chị là được nha, hồng dơ 9.000. 33 giùm em nha mọi người. Thằng cũng 33 luôn hả? Dạ. Cái nào có dơ, cái nào có dơ. 35, 35, 35. Cái 35 mà dơ nè. 30 nè, 33, 35. Thằng đại 20.000 đây, hên xui đi. 20.000 nha, mấy đôi này thì sạch trơn tấn tinh nè. À, rồi 33 giùm em nè. Cái này cái đôi nào về dơ thì mọi người xử lý cho em nha. Rồi một đôi size bao nhiêu? 30 nè, một đôi size 33, đôi size 35. 30, 33 và 35 cho em nha mọi người nha. Em tặng 20.000 thôi. Đó nó đủ ri như vậy đó mà em tặng 20.000 hên xui nha. Nhiều đôi nó mới tinh như vậy. Không, không, không. Xì. Lấy cái bọc lại, bỏ lấy vô lại bọc đi. Rồi lên đơn giùm em nha. Ủa sao đây để size 33. À 33 đúng rồi. 33, 33, 33 giùm em. Lên size giùm em tặng 20.000 hên xui. Rồi dơ cho Nhung Dương. Rồi size 33 cho Quân Ngọc. Lỗ tuột cái quần ra luôn á, thật sự mọi người lỗ tuột quần á, gọi là tuột quần á. Người ta kêu lỗ tuột quần là có thật nha. Này đôi đó là nãy đập bao nhiêu tiền nhỉ? Đôi đỏ size 35 nãy đập bao nhiêu tiền nhỉ? Đôi đỏ đẹp mà, không ai chốt mà đỏ, đỏ giùm em. Đỏ giùm em nha mọi người ơi, đỏ 35.000. Rước lại toàn hàng đẹp không à. 35 20.000 nha chị Khánh Đoan nè. Chị Khánh Đoan. Đôi nào về dơ mọi người chờ giặt giùm em nha. Không có 36. Không có 36 đâu chị ơi, không có 36 nha. Giờ lên đơn giùm em còn 33 với 30 thôi. Em còn size 33 và size 30 thôi nha mọi người nha. 33 và 30. Em còn size 33 với size 30. 33 là 2 đôi sau khác hạn nè. Này chút 34 luôn. Chốt được một con rồi ra chuyển khoản nha em nha. Bạn gì Phương Viên Lê không chốt đơn đâu nha. Nãy được một món rồi mà không cọc không chốt đơn đâu.
Quân Nguyên Lê hả? Được một món rồi, không cọc là không có chốt đơn nữa đâu nha. Được một món rồi, ra chốt đơn giùm em, ra cọc giùm em thì em mới chốt tiếp, mà còn không cọc em không chốt nha. Cọc rồi ở đâu vậy? Phương Yên Lê chụp hình gửi qua bên Trang đây. Phương Yên Lê ơi, không có rip bên Trang không thấy nè. Phương Yên Lê gửi qua bên Trang đi. Rồi còn đôi điên nè mọi người nè. Ôi đôi điên này size 34 da nha mọi người nha. Đôi điên này size 34 da thật luôn, xình đét luôn nha. Rồi ai hơn được ha. Rồi đôi này em tặng luôn 39k da thật nha mọi người nha. Đây nè, hàng nàng hãng giùm em nha, da thật như thế này nha. Rồi đôi này là size của nó là size 34 giùm em nha. Em tặng 39.000 da thật nha. Size 34, 39k quá đỉnh nha mọi người nha. Mua hàng si gồm không có được, nó mua hàng mới như vậy. Hàng nội địa Quảng Châu rất là cao cấp nha mọi người nha. Nó tùy hàng, nó tùy cái. Nhiều cái bị lỗi, bị dơ thì em bỏ ra em tặng không á. Rồi lên đơn giùm em ơi, chúc nhanh tay lên đơn giùm em nha. Size này 34 giùm em là tặng luôn 39.000 size 34. 39k size 34 giùm em nha. Phương Nguyên Lê cộng 50.000. Phương Nguyên Lê 50.000. Rồi Phương Nguyên Lê chút size 30 nè. 30. 30 đừng lên số điện thoại nữa nha, lên mã kèm giá tiền là được rồi nha Phương Nguyên Lê ơi. Rồi kèm mã, chút mã kèm giá tiền là được rồi, lên 20.000 đi. Rồi rồi ok ok. Rồi 34-39k cho anh Trúc nè. Trời ơi, nó đẹp lắm, ai mà xài hàng xịn hàng hãng đâu, nhìn là biết à. Em thật sự mọi người nha, đôi này mà anh Trúc nhận về phê luôn á, xịn lắm. Nó còn rẻ hơn ba cái đôi dép chợ nữa. Nó còn rẻ hơn ba cái đôi giày, đôi dép chợ nữa, thật sự mọi người nha, nó rẻ bèo nhiều luôn. Rồi đôi này còn ba đôi nè mọi người nè. Rồi còn đôi ba đôi, đôi này size 28 nè. Rồi một đôi size 23. Một đôi size 24 nha. 23, 24 và 28 giùm em nha mọi người nha. Không có nhét cái gì vô chứ sao nó nhét vô chị. Nó như vậy nè. Rồi cưng xỉu luôn ha mọi người, 29k đi. Tặng luôn 29.000 nữa mọi người. 23, 24 và 26 và 28. 23, 24 và 28 siêu êm nha. Toàn bộ hàng Quảng Châu siêu êm, êm dữ lắm mọi người, êm kinh khủng luôn. Nhà có bé chút ngay vào liền liền mấy đôi này cho em nè. 23, 24 và 28 giùm em nha, 29.000. Trời ơi, siêu nhẹ và siêu êm nha. Ai đã mua mấy đôi giày này cho bé nhà mình mang rồi là biết ha. Cứ như mà bé nó mang mà muốn thoải mái dò, chút ngay vào liền mấy đôi này cho em. Rồi size 24 cho Thanh Trang. Thanh Trang size 24. Rồi size 29 cho Linh Hà nè. Ủa 28 chứ quên. Linh Hà size 28 nè. Rồi em còn một đôi size 23 thôi nha mọi người. Em còn một đôi size 23 nha, siêu nhẹ 29 nè. Size 23 em còn đúng một đôi size 23 thôi, 29k. Trời ơi cưng quá. Size 23 em còn một đôi 29 nè, size 23. Ủa còn nữa không Linh ơi? Còn nữa không? Còn nữa bao trong kia bỏ ra luôn. Ủa sao tao thấy còn gì ở đây nữa? Sạch luôn rồi. Thôi tao còn gì nữa không? Tao like luôn rồi, tao đi chứ để mất công. Rồi đôi này size 27, 26, 27 giùm em nè. Rồi đôi này size 28 giùm em. Hết size 24 rồi, còn size 23 à Nguyễn Thuận ơi. Còn size 23 được không chứ ơi? Không cần lên số điện thoại nữa nha. Ai mà khách quen không cần lên số điện thoại nữa nha. Rồi lên đơn giùm em size này, size 28 giùm em nè mọi người. Em tặng luôn 30.000 nha. Hàng này là kiểu cái hàng công chúa giày lưới nha mọi người. Em like 45k luôn á. Anh tặng 30.000 size 28. 30.000 giùm em size 28. Size 28 30 giùm em nè. Mấy cái đôi này cho từ tiền đi không? Khỏi bỏ ra khỏi bán đi, cho từ tiền đi. Rồi đôi này size 28 giùm em nha mọi người. Ai chúc 28 lên 28. Size 28 giùm em 30.000. Nhiều khi bán lộ quá, nhiều khi Mỹ Nhân Nguyễn ra cặp luôn đi nè. 28 nha Mỹ Nhân Nguyễn nè. Ai có đơn ra cặp giùm em nha mọi người nha. Rồi đôi này một đôi size 37 nè mọi người.
của người lớn nha, size 37, ai vừa size 37 chốt nha. Em còn một đôi người lớn size 37 nè. Xịn sò nha mọi người nha, hàng Vina. Hàng nói chung là hàng này là kiểu như là đợt khách chốt rồi là xả đơn ra. Hàng nào hàng gì à? Vina nè, Vina này, cái hàng thương hiệu này là đợt trước em có like rất là nhiều rồi nha, ai đã theo dõi like là biết ha. Rồi cái này một đơn em xả ra em chốt cho mọi người 39.000 thôi. Đôi này toàn bộ em like đồng giá 59k, em bán rất là nhiều. Em bán nguyên một cái shop luôn, em like một nữa nhạc. Xịn lắm luôn ha. Hàng Navi gì, Vina. Rồi lên đơn giùm em nha mọi người nha, lên mã dép giùm em size 37 giùm em. 39k dép size 37 giùm em, cái này em có để dưới đất em có mang á. Size 37 giùm em 39.000. Còn còn một đôi hồng size 185 nè, kêu nó Coco hôm nay chứ không ảnh hưởng gì nha, em tặng 9k thôi. Em tặng 9k thôi, lên mã hồng giùm em 9.000, size 185 mã hồng. Hồng hồng 185. Size 37. Size 37 cho Ngọc Diệu. Chiều bị chị Khánh Đoan. Rồi lên hồng dơ giùm em 9.000. Hồng dơ giùm em 9k size 185 nha mọi người nè. Không phải là dơ mà kiểu như nó khô keo, mọi người về xử lý đi, nói chung rất là đơn giản, dễ xử lý nha mọi người nha. Rồi lên đơn giùm em nha mọi người nha, hồng giùm em. Hồng lỗi giùm em đi 9.000. Hồng lỗi 9k, cái này vô bao hết lại đi, cho từ thiện hết đi, không like đâu. Cho từ thiện đi. Đưa cái ba lô đi, like ba lô nữa, thôi qua quần áo. Rồi đôi này size 41 giùm em nè mọi người nè. Rồi đôi này size 41 của nam nha mọi người nha. Rồi lên đơn size 41 của nam em tặng luôn nha mọi người. Đôi này 20.000, đôi này nó 20.000 đúng rồi, cho nó đi. Lấy một bọc mỗi cái bỏ vô một bọc đi, bỏ vô rồi bao lại đi. Rồi mấy cái kia rảnh rảnh thì cho vô bọc lại hết đi, để có gì đưa ra lấy cho cho. Tổng hết bao nhiêu đôi để em ta biết được. Size 41 20.000. Không muốn 20.000 cho Quân Ngọc. Rồi em lên quần áo đi. Rồi em còn một cái túi bao tử nè, chút túi bao tử lên, túi bao tử em còn con nha mọi nha. Rồi túi bao tử giùm em nha, còn con tặng luôn 35k đi ha. 35k giùm em nha, mã này mã bao tử giùm em 35.000 của nam nha. Bao tử 35k giùm em, mã bao tử. Rồi túi bao tử 35k. Phan Thị Đào chốt đơn hồng lên hồng dơ 19k nha. Phan Thị Đào chốt hồng lên hồng dơ 9.000 nha. Rồi lên đơn giùm em ha. Đồ mẹ mày chứ mình không có cầm điện thoại mà em chốt từ sản xuất đại ca cho. Rồi bao tử 35k cho chị Khánh Đoan. Rồi bây giờ em lên đất quần áo nha mọi người nha. Cột lại hết đi nha. Mày bỏ vô vậy không đâu. Có đi điện thoại mày xong chốt. Rồi, vậy mày biệt là làm gái là mụ tôi đạp cho con cái với chốt từ sáng sớm. Rồi em lên tiếp quần áo bé nha mọi người nha. Em lên quần áo bé nó còn ít đồ người lớn thì em chốt luôn nha. Đồ người lớn chứ là em like sao ha. Trời ơi. À đã có lên hồng dơ 9k em kìa. Sao cái hàng này của cái chị này, chị kêu là chị đi Đà Nẵng là đồ gì á, bà không nhận được đơn á. Rồi là đơn này về em trả đơn ra. Trả bao nhỏ tính hết rồi. Rồi em lên đồ bé nha. Em lên đồ bé nha, chấm bài đi mọi người. Cái em leo lên kệ em ngồi, em đau tròn quá. Rồi em lên trên nha, em ngồi cho nó thoải mái mọi người. Ở đây nó cũng được mà điều nó hơi bị mỏi dầu. Rồi chấm 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 đem xả hết, còn ít đồ bé mọi người, không có nhiều đâu. Ai chứ mà tranh thủ chốt chứ không có hơi nhiều đâu mọi người. Cái nào nhiều là em đập nhiều à, cái này ít lắm. Có nhiều tranh thủ chốt cho nó sẽ cho nó gọt. Hôm qua mà hai bà phi quá mọi người chưa chốt được rồi, bây giờ chốt nha, còn ít xịu à. Còn có nửa bao nữa thôi tình yêu ơi. Còn có nửa bao nữa thôi, không có nhiều đâu. Ô cái bộ này kêu cho đứa nào ta? Ai bảo bảo.
A, B, C, D, D dùm em đi mọi người. Rồi lên nha, lên nha, lên đồ bé nha mọi người nha. Sợ rẻ tặng hết. Đồ bé lấy bao bé nha. Biết rồi, em đứng dậy nói thôi. Em hỏi là cảnh gì em lên em nhìn hết. Kêu con đó rồi, chỗ để nó bóp lên này, lên bóp lên bóp ôm mấy cái kệ này lên trên, ba mấy thùng lên trên, mấy cái lên trên rồi cục bao cái đạn quá. Rẻ lắm mọi người ơi, nó rẻ mà rẻ bèo nhèo luôn á mọi người. Rồi chất cô tông nha mọi người nha, đó mấy bao đó là bỏ vô lại được hết nha, mới quay. Rồi lấy mã xanh bích giùm em nha mọi người nha. Hàng này là size 101, hàng Quảng Châu nữa đây nè. Cái set hàng Quảng Châu tiếp nè mọi người. Size này size 101 giùm em nha, 30.000. Rồi size này em đặt luôn cái size mọi người dễ chốt đi, 14 cho tới 17 kg đi. Nói chung 14 cho tới 15 17 kg gì đó mọi người ha. Rồi lên mã này mã xanh giùm em nha, 30.000 hàng Quảng Châu nè. Rồi mã xanh giùm em 30. Xanh 30 cái ai. Rồi bộ đuổi tung nè, còn mấy bộ nè. Này giống hàng Nguyễn, Nguyễn qua xã đơn ra là được rồi. Hàng Nguyễn qua xã đơn ra là cũng có chút điện thoại. Bấm mấy lắm rồi. Rồi bộ này bộ đuổi thun nè mọi người nè. Đúng không? Đúng. Rồi ấy vậy. Nó hay không? Nhìn là ta biết liền hình, không có hình Amata luôn mà. Không có số điện thoại mà cứ chốt đơn ta không hiểu được. Rồi lên xanh, xanh nha, quên xanh giùm em 30 nha mọi người nha. Khách quen đâu rồi, mấy bộ xịn em chốt đi. Rồi mấy bộ đó 15-17kg nó dễ bận lắm luôn ha. Xanh giùm em 30. Rồi lên mã này mã xanh riêu nè. Rồi em có size số 2 và size số 4 nha mọi nha. Xanh riêu này là vải thun đuổi giùm em nha. Vải này là vải thun mà thun đuổi giùm em nha mọi người nha. Rồi nhanh tay lên đơn giùm em. Một cái đôi kia là mình. Rồi lên đơn giùm em nè mọi người nè. Chúc em nhanh tay lên đơn nha mọi nha. Rồi lên mã này mã xanh riêu tặng 25.000 chất đuổi thun nha. Xanh riêu 25k dùm em chắc đuổi thun. Xanh riêu 25.000. Ủa mấy đôi đó là bị gì? Ủa? Cái bao mà nãy còn để ngay đây rồi nó gom đâu rồi? Đó, bỏ cột vô gọn vô. Rồi xanh riêu dùm em 25k kèm size dùm em. Em có size số 2 và size số 4 hàng Quảng Châu nha. Hàng Quảng Châu mới ăn thường đâu nha mọi người nha. 25k dùm em, tranh thủ chốt đi, không có hàng đâu, còn ít xịu à. Rồi vàng có một bộ size số 1. Mã vàng có một bộ size số 1 nè mọi người nè. Vàng có một bộ size số 1. 25k dùm em đủ thun mà 25.000. Trời, hàng Quảng Châu không có giờ có đó mọi người. Không bao giờ có nha mọi người nha. Rồi vàng dùm em 25k chứ phải đủ thun dùm em hàng Quảng Châu này chứ không ai Việt Nam đâu ha. Rồi lên mã vàng dùm em 25.000 size số 1 mã vàng. Vàng 25k dùm em. Hôm qua có nguyên một cọc mình đem cột tàu lao nè, hôm qua lai đã xong bây giờ lòi ra cọc này nó cột mỗi bên mỗi cột khác nhau. Hiểu chưa? Và cái này hôm qua có một cục không chịu cột vô, cục mình đem cột lộn xộn, bây giờ lại tiếp tục trong này có tiếp nữa. Rồi lấy mã vàng bò giùm em 25k mã vàng bò ha. Vàng bò 25.000 giùm em, size này size số 4. Vàng bò 25k dùm em size số 4. Ai chúc vàng bò lên vàng bò dùm em 25.000 size số 4 mã vàng bò. Vàng bò size số 4 dùm em 25k mã vàng bò. Vàng bò 25.000. Rồi da nè, em có size số 1 nữa nè mọi người nè. Da có size số 1. Qua đông hôm qua tối chốt quá trời có người giờ đồ lé giờ ngồi ra. Qua ba đồ chung nè, có hàng chốt. Mẹ thành ra bắt phân ra lại vậy. Để chốt và chốt luôn là. Như Ngọc chút đơn có chịu cọc không nha. Em có giá tiền, có số điện thoại gì hết trơn mà. Ngọc Như nè, Ngọc Như chịu cọc qua nha Ngọc Như ơi. Ngọc Như chịu cọc không nè. Trương Hồng Thị có chút đơn nữa đâu chế ơi. Em có chút đơn nữa nha. Như Trương Hồng Thị có đơn trong kia nữa không? Có hôm qua không? Hai có đơn trong này và đơn trong kia có luôn không? Bây giờ tôi nói hàng về thì mở khui ra hết đi rồi ghi vô rồi biết được hàng đơn nào của ai
Rồi cặp ra cặp đi nè. Xanh 30 nghìn cho số mấy? Xanh 30 cho Ngọc Như nè. Rồi ok, chờ cặp quá ra cặp đi nha. Rồi da giùm em nè, chút da lên da giùm em nha, chắc được thun màu Quảng Châu giùm em nha mọi nha. Rồi da giùm em size này size số 1 nha, size số 1 này cũng phải là từ khoảng 10kg quay đầu nha mọi nha, 10kg quay đầu giùm em nha. Rồi mã này mã da giùm em size số 1. Da size số 1 tình yêu ơi, mấy coi mấy bộ bé này hàng đẹp. Trời ơi vải nó xịn. Siêu nhân giùm em. Siêu nhân có hai bộ. Siêu nhân size số 3 và size số số 4 giùm em. Rồi bộ số 3 này hay dương. Rồi siêu nhân 3 size số 4 giùm em nha mọi nha. Siêu nhân size số 4 giùm em. Rồi siêu nhân này size số 4 rồi khoảng 15 16 kg quay đầu giùm em, 13 tới 16 kg hàng của hàng ít nha mọi nha. À này em bao cho mọi nha, chất bao xịn sò ha. Rồi lên đây giùm em siêu nhân này size số 4, ai chút siêu nhân lên siêu nhân thì lên size số 4 30.000. Vải cô tông xịn á. Siêu nhân 30. Không đâu. Cái này chỉ với khoảng cặp thì mới chốt chứ còn mà không cặp không chốt nha. Cặp đi rồi, nếu mà mua thì cặp 50.000 thôi. Cặp 50.000 vậy chẳng lẽ không mua được hai bộ đồ nè. Hai bộ đồ cũng đủ với 50.000 rồi. 50-60.000 rồi, đúng rồi, cộng tiền ship cho nữa là phải hơn 50.000 rồi. À, nên cứ chuyển khoảng 50.000 đi, mua ít ít thôi, mua thử đi ít ít thôi. Còn mà không cặp là không có chốt đơn ha. Rồi mã này mã siêu nhân. Comment mã đỏ đô giùm em. Rồi đỏ đô này size có khoảng 10 tới 13 kg nha. Rồi đỏ đô 10 tới 13 kg lên đỏ đô giùm em 30.000 mã đỏ đô. Đỏ đô 30, ai chốt đỏ đô lên đỏ đô em 30. À, siêu nhân đỏ cho anh Lê nè. Rồi một bộ này của bé gái nữa mọi người, bo giò bo ống như vậy nha. Coi từ cái nào ấy thì bỏ lại nha. Môi ra hết nhiều đó mà, đi hết thì chết luôn á mấy đôi này nè. Rồi bộ này bộ xanh giùm em 20kg quay đầu giùm em nha mọi người nha. Rồi xanh này 20kg quay đầu, cái này nó có bo ống nha mọi người nè, dễ bận cực kỳ luôn ha mọi người ha. Này rất là dễ bận luôn ha, lên mã xanh lá giùm em, ai chút xanh lá lên xanh lá giùm em 30.000. Rồi xanh lá giùm em 30 nha mọi người nha, bo ống nha, quần dài luôn nè, xanh lá 30 giùm em mã xanh lá. Xanh lá 30 mà làm mà không lo làm mà cứ nhìn như vậy nha. Làm cho nó xong đều làm gì khác. Rồi đây là bộ size số 2 giùm em nha mọi người nha, size số 2. Ai chút size số 2 lên size số 2 cho em nè. Size số 2 giùm em, size số 2 này từ khoảng nói chung là 12kg quay đầu cho em nha nè. Size số 2 giùm em 30, size số 2. Size số 2 30. Hết giày rồi, giày bữa lai hết trơn rồi. Xanh lá cho Phương Lê nè. Phương Lê còn lên số điện thoại nữa đâu ha. Rồi lên mà đỏ luôn giùm em, ai chút đỏ lên đỏ rồi, chút vàng lên vàng. Ai chút vàng lên vàng cho em nha mọi nha. Rồi vàng là 9 tới 12 kg giùm em nha. Vàng từ 9 tới 12 kg mà vàng bé trai bé gái mang được cho em nha. Bé trai bé gái mang được nha mọi người nha. Nó vừa bò vừa xe nè mọi người thấy không. Rồi vàng giùm em 30.000 mã vàng. Vàng 30. Rồi bộ xanh này là size của nó là size số 3 nè mọi người. Size số 3 nha. Nhưng mà cái này cỡ khoảng chắc 10 cũng cỡ khoảng 13 kg quay đầu thôi. Con này size cỡ khoảng 10 13 kg thôi nha mọi nha. Rồi lên mã này mã xanh giùm em, ai chút xanh lên xanh giùm em 30. Mã xanh 30. Xanh 30 cho anh Lê. Vàng 30 cho anh Lê. Rồi cái này cô tông giùm em, cô tông dẻo giùm em nha, hàng
Cái này là hàng dạng của nó, hàng Mickey Mon đó mọi người. Hàng Mickey Mon mà hàng của bé là hàng VIP đó nha mọi người nha. Ai xài cho con nhà mình rồi là biết ha. Hàng Mickey Mon này là chất của nó là siêu mát luôn nha em nha. Rất là mát luôn nha em nè. Rồi size này có khoảng 10-15kg nè em. Con này nó hơi dơ xíu, tặng một người 25 ngàn. Hơi dơ dơ với sao một tí xíu nha. Rồi size này có khoảng 16kg quay đầu dùm em. Rồi lên mã này mã xanh dơ dơ nhẹ tí xíu xíu thôi nha. Em tặng 25k. Thay vì bán 35k thì nó một chấm nhỏ ngay đây nè. Cái này là dơ tác động một người giặt sơ là ok nha. Em tặng 25 ngàn. Rồi size này có khoảng 16kg quay đầu dùm em. 25k 25 ngàn cho em ha. Xanh 25k. Xanh 25k cho anh Lê nè. Rồi con này con mã 1 dùm em nè. Mã 1 này size 120. Trời ơi dơ mẹ rồi. Rồi mã 1 này dơ. Em chốt mọi người 10 ngàn thôi. Cũng như là em bán cái quần thôi nha. Cái áo này mọi người giặt sơ là ok nha. Rồi lên mã này mã xanh dơ dùm em 10 ngàn xanh dơ. Dơ 10 ngàn à. Dơ 10 ngàn nha. Chút dơ lên dơ dùm em 10k nè. Dơ 10 ngàn cho em nè. Size này nói chung là size 120 là cũng phải là 20kg quay đầu dùm em ha. 17 tới 20kg nè. Rồi lên xanh dơ tặng 10 ngàn. Xanh dơ 10k cho em. Xanh dơ 10 ngàn cho anh Lê nè. Em còn bộ xanh dơ nè nè mọi người. Giờ em còn một bộ xanh dơ nhỏ nha. Rồi một bộ xanh dơ luôn nữa giùm em nha. Nó kẹp cái quần này chứ của mấy gái nha chị. Quần này sao vừa. Cái này nó bị tùm bậy rồi nha. Cái này em tặng không đồng. Cái này cho từ từ nữa. Trời ơi vải đấy mọi người ơi. Vô tông dẻo là siêu mát nha. 33 đồng. 33 đôi. Rồi lên mã này mã xám nha em nè mọi người nè. Ai chút xám lên xám nha em nha mọi người nha. Rồi size này có khoảng 12-15kg vừa dùm em mã xám. 35k dùm em mã xám trời chất. 35k dùm em mã xám nha mọi người nha. Cô tâm dẻo á. Nói chung là mấy cái cô tâm dẻo đó là siêu mát nha. Xám dùm em. Xám nhanh lên nè. Rồi lên xanh này size to nè mọi người nè. Rồi được một bộ xanh size to nè mọi người nè. Rồi xanh này chắc cỡ khoảng 25-30kg vừa nha. Xanh này 30kg quay đầu dùm em nha. Toàn hàng Quảng Châu thôi mọi người nè. Rồi xanh dùm em 30kg quay đầu mã xanh. Rồi lên xanh dùm em nha. Xanh này size to 35k cho em nè. Xanh này size to 35 ngàn dùm em nha. Rồi lên xanh 35k cho em. Ai giúp xanh lên xanh 35 ngàn. Xanh 35k dùm em. Xanh 35 nhanh lên. Ở cái này còn sót con đỏ nó màu free size dùm em nha. Con đỏ này free size 20kg quay đầu dùm em mà đỏ. Rồi đỏ free size 20kg quay đầu. Ai chút đỏ nhanh tay lên đỏ dùm em ha. 19k mà đỏ. Rồi nó có riêu luôn nha. Chút riêu lên riêu dùm em 19.000 mà riêu. Rồi riêu 19k dùm em mà riêu nè. Rồi riêu 19.000. Riêu có hai con. Rồi lên mã này mã nơ dùm em. Ai chút nơ lên nơ nè. Trời ơi sức dễ thương quá vậy trời. Dễ thương lắm luôn. Sức nơ rất là dễ thương nha mọi người nha. Rồi nhanh tay lên mã nơ dùm em. Ai chút nơ lên nơ. Rồi nơ này là size của nó là size số 5 dùm em nha. Nơ size số 5 dùm em là cưng xỉu luôn á mọi người ha. Rồi tặng luôn 20 ngàn em mã nơ 20 dùm em size số 5. Nơ 20 size số 5 mã nơ. Nơ 20. Nơ size số 5 nè. Rồi nơ size số 3. Ai chút size nào lên size đó nha. Size số 5, size số 3. Riêu cho Úc Rai Bo nè. Đâu có đen nào 19 ngàn đâu anh Lê. Đâu có đen.
có riêu chứ đâu phải đen đâu anh Lê. Riêu với đỏ đô mà đâu có đen đâu anh Lê ơi. Riêu với đỏ đô nha, không có đen nha. 19 ngàn chỉ có riêu với đỏ đô thôi. Đâu có con đen nào 19 ngàn đâu. Rồi nơ số 5 cho anh Lê nè. Rồi em còn size số 3 nha mọi người. Nơ nè em còn size số 3. Em còn con size số 3 với con size số 5 nè mọi người. Rồi nơ còn một con size số 3 và con size số 5 nha, 20 ngàn. Nơ số 3 và size số 5 dùm em 20. Rồi ok, riêu cho anh Lê. Nè hôm qua chưa chốt đợt này, chốt đây nè, nó phân tàu lao, nó phân cột mình bày ra đây nè. Rồi bộ này hôm qua ai chưa chốt được chốt nè mọi người nè. Rồi cái này nó có đủ size nữa nè. Qua nó cột một cọc kia và nó cột cọc bên này. Rồi hôm qua ai chưa chốt được con này thì chốt nè mọi người. Rồi bộ này là size số 3, bộ size số 1. Rồi lên đơn luôn nha, em tặng 19 ngàn thôi nè. Ai nhanh tay được ha, em tặng 19k thôi. Rồi bộ size số 3, số 1 hình như là nó đủ ri hay sao á. À, nó đủ ri nè. Rồi size số 3, số 1 19 ngàn lên đơn nha em. Đây là 19k dùm em nha. Nguyên set như vậy có 19 ngàn. Rồi size số 4. Size số 4, cây 45 nó đưa đây. Rồi size số 1 chút Ray Bo nè. Một bút Ray Bo. Rồi số 3 chút Ray Bo luôn nè. Rồi em còn size số 4 nha mọi người nha. Ai chút số 4 lên số 4 giùm em nè. Size số 4 giùm em nha mọi người nha. Có 19 ngàn nè. Rồi size số 5 luôn nè mọi người nè. Trời ơi nó rẻ túi luôn á. Rồi size số 5 luôn giùm em. Lúc qua ra bấm luôn đây, con lên bấm mấy ra. Rồi không làm gì, tao chọn size nữa. Rồi có size số 2 nữa, vậy là đủ size đó. 1, 2, 3, 4, 5 luôn á mọi người. Em còn một con size số 2, một con size số 4, một con size số 5. Cái nào đủ ri luôn, nguyên ri luôn á mọi người. Rồi lên đây giùm em size số 2. Số 2, số 4 với số 5 nha, còn 3 size. Số 2, số 4, số 5 giùm em 3 size. Ai chút lên đơn nha. Rồi em có màu tím nữa nè mọi người nè. Ai chút tím lên tím nè. Cái này chắc đủ ri á mọi người ơi. Mấy con này chắc đủ ri hết nè. Nguyên xét nha mọi người nha. Rồi chắc là cũng từ số 1 tới số 5 đó. Ai chút tím lên tím lên tặng luôn 19 ngàn. Rồi mấy xét này cưng quá trời luôn. Có 19 ngàn. Rồi để chị mở ra chị coi thử. Do là mỗi khi cứ đọc theo sai á. Rồi lên mã này mã tím giùm em nha mọi người nha. Có 19k thôi. Quá trời cưng luôn á. 19 ngàn. Rồi mấy xét bé này cưng xỉu luôn á. Cái em đang nắm này là size số 1 nè mọi người. Rồi lên tím giùm em 19k kèm size nha mọi người nha. Tím giùm em 19 ngàn. Ai chút tím lên tím 19k. Rồi lâu quá rồi mẹ thấy nhiều con dễ thương. Lâu lắm luôn rồi. Lâu quá rồi mới thấy. Nó nghiệt cái nó bỏ ấy mà nó cũng chịu ấy số. Chẳng biết số bao nhiêu. Chẳng có số em ngấm chừng nha. Có cái nó có số nhưng bộ này nó may sót. Nó không có sai luôn.
Chị cho xài số 3 này. Chấm chấm bài nha em đây mọi người nè. Chấm bài nha em đây mọi người nè. Xay số 1 nè, bỏ vô viên xay số 1 nè. Viên xay số 2. Cái này nó có xay số 5 gia đình nhỏ, nó có xay số 4 to. À đây 5 nè. Xay số 5 này cũng cỡ khoảng 10 mấy ký nè. Khoảng 14 ký rồi gì đó. Số 5 này còn khoảng 13-14kg à. Nó không phải như phôm kia nó to, phôm này phôm nhỏ à. Rồi size này size số 5. Rồi em lên mấy bộ cô tông nha mọi người nha. Chấm bài đi mọi người. Chấm 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 đi các tình yêu ơi. Mấy bộ này bận bao phê nha mọi người nha. À, mấy cái môn này bận sướng lắm mọi người ơi. Rồi con này size cũng cỡ khoảng 13-17kg bận ok dùm em nha. Lên mã này mã vàng, mã cam dùm em. Mã vàng cam dùm em nha. Em tặng luôn 30.000 mã vàng cam 30. 17kg quay đầu dùm em mã vàng cam 30. 14-17kg nha, vàng cam 30.000 dùm em. Rồi vàng cam 30. Vàng cam 30. Ai chốt tím lên tím dùm em nè. Mấy con quần này đang hot nè mọi người, mấy con đùi này cưng lắm luôn ha. Rồi nhanh tay lên tím giùm em nha, tặng luôn 25k mã tím. Tím 25.000. Size này 10 13kg quay đầu thoải mái giùm em nha. Rồi mã tím 25k. Cái vàng cam đó là của bé trai đó Quân Ngọc ơi. Rồi lên mã tím giùm em nè, chú tím lên tím giùm em nha. Con này bé trai bé gái mang được nè. Con cũng long nè. Rồi con này có khoảng 13kg quay đầu. 13kg quay đầu em ha, mã này mã tím em nè. 25k mã tím. Tím 25.000 cho em ha, ai chút tím lên tím 25.000. Dạ rồi ok chị Thanh Tuyền, ok chị. Để cứ chụp gửi qua bên Trang cho em đi. Chuyển 50 đó là chuyển khoản luôn hả? Rồi rồi body thái xịn đét như vậy nha. Một con áo phông rộng, một con quần legging giùm em này, y chang của người lớn luôn nha mọi nha. Y của người lớn luôn nha tình yêu ơi. Rồi lên đơn giùm em mã này, mã sọc giùm em nè mọi nè. Ai chúc mã này lên mã sọc giùm em nha mọi nha. Size này nói chung cỡ khoảng 10 cho tới 13kg đi. 10 tới 13kg vừa giùm em, xịn đét luôn á mọi nha. Cái giả phơm rộng á mọi người, vú quần ôm ha. Rồi lên mã sọc giùm em 30.000 mã sọc. Sọc 30 giùm em, ai chúc sọc lên sọc 30. Sọc 30.000. Cũng mắc cơm em để đó cho anh Linh nó làm nha. Có hàng đâu mà ngồi chị hai đứa. Rồi con này con size số 4 nè mọi người nè. Cô Tông Thái nha mọi người nha. Size này size số 4. Bắt lên đây ta xuống ta ăn tao đi giờ. Rồi size này size số 4 nha mọi người. Rồi size này nói chung là từ khoảng 18kg quay đầu. Do tùy theo form á. Con này cô Tông dẻo xịn nha, 35k dùm em mã hồng. Hồng 35.000, con này con cao cấp nha mọi người, 35k mã hồng. Ai chúc hồng lên hồng 35.000. Hồng 35k. Hồng 35.000 cho em, ai chúc hồng lên hồng 35.000. Hồng 35 cho Nga Ngọc. Ủa hồng 35 cho chị à? Chị Thanh Tuyền. Dự bị chị Nga Ngọc. Rồi lên mã này mã mã 1 giùm em đi, ai chúc mã 1 lên mã 1 nha. 10 13kg quay đầu giùm em mã 1, tặng luôn 25k mã 1. Vải toàn là hàng xịn thôi nha mọi người nha. Mã 1 25.000. Mã 1 25k giùm em mã 1. Ai chúc mã 1 lên mã 1 giùm em 25.000. Rồi con này con mã 2 nha, size 120 nha mọi người nha. Con này size 120 đó tình yêu ơi. Size này chắc cỡ khoảng 20-22kg quay đầu, 20kg đi.
20 ký quy đầu thoải mái lắm giùm em nha. Rồi lên mã này mã 2 giùm em, ai chút mã 2 lên mã 2 giùm em, 30 ngàn mã 2. Mã 2 30 giùm em nha, một con áo phơm rộng rộng như cái quần là ôm ha. Rồi lên mã 2 giùm em, 30 mã 2. Mã 2 30. Ai chút mã 2 lên mã 2 30. Mã 2 30 ngàn giùm em, ai chút mã 2 lên mã 2 30. Quần này nó bị dơ rồi mọi người. Em bán cho mọi người cái áo 15k thôi nè, con là áo xịn nha. Em bán mọi người cái áo 15.000 tặng áo quần về giặt đi ha. Cái áo nào mọi người bận áo lễ được nha mọi nha. Con nào mọi người bận áo lễ vô tư luôn nha, size của nó là size 55 á. Hàng nào Quảng Châu cao cấp giùm em tặng 15.000. Con này size 55. Con này size nói chung cỡ khoảng 13 ký quay đầu thôi, cái quần này dơ em tặng nha mọi người nha. Cái nào mọi người bận nguyên set được về giặt đi rồi bận nguyên set, còn không là bận áo lễ cũng được ha. Rồi mã 2 cho cô Nguyễn Hiệp. Như vậy chị Thanh Tuyền. Bây giờ đang lại like cái nào phải bỏ riêng ra rồi tới hồi khách chốt thì mới nhớ nha. Rồi khách mà chốt là kiểu vậy trời. Bỏ ra cái nào thảy ra là phải bỏ nhớ cái mã rồi là cách đấy. Chứ bây giờ cô like cô quăng xuống là trách nhiệm của con phải nhớ. Chứ giờ con hỏi cô chịu luôn. Cái đó áo tặng quần mà liên quan vậy. Cái nào mà bỏ ra quăng xuống là phải nhớ cái mã rồi đó, là cắt bỏ xuống là bỏ vô là nhớ, không bỏ lộn là mình, chứ không phải là do là người like, người bỏ vô là người quan trọng, là lộn hay không là người bỏ vô, bỏ đơn vô á. Mã 2 là cái bộ kia kìa, nhớ nha. Đúng rồi, rút kinh nghiệm bỏ bộ nào xuống là nhớ cái mã rồi tới hồi cắt bỏ vô, chứ nhiều khi đông rồi thả xuống rồi đông rồi nhớ mày quay lên mày hỏi tao như không á. Tao bỏ xuống là phải nhớ cái mã. Bộ hồng này cái áo nó bị dơ rồi nè mọi người nè, dơ nhưng mà cái này mọi người giặt sơ ok nha. Lên mã này mã hồng dơ giùm em 15.000. Hồng dơ 15k 20 ký quay đầu giùm em mã hồng dơ. Hồng dơ giùm em 15.000 mã hồng dơ, đó như thầy cái hồng dơ đấy xuống là mày nhớ cái mã đó là mã hồng dơ. Rồi cách chốt mà ra đơn là nhớ bỏ vô. Nên là bỏ lộn là kiểu như là ngồi dưới đó mà bỏ lộn là toàn là ấy không á. Về nó hoàn hàng về là do mình bỏ lộn. Rồi một con này Mickey Mon nha mọi người ơi, siêu mát luôn giùm em nha, Mickey Mon nha. Hồng dơ. Hồng dơ chị Nga Ngọc. Rồi lên mã này hồng cam giùm em, hàng Mickey Mon là bao xịn nha mọi người nha. Rồi em tặng luôn 30 ngàn nha mọi người, 20 ký quay đầu giùm em 30 ngàn, 17 tới 20 ký giùm em nha. Lên mã hồng cam giùm em 30, Mickey Mon này cao cấp nha mọi người nha. Rồi hồng cam giùm em 30 ngàn mã hồng cam. Hồng cam 30. Trời ơi dễ thương quá vậy nè. Đó một con dạng như đầm đầm á, phơm dài với một cái quần latrin ôm nha mọi người nha. Rồi lên mã này mã sắm đen giùm em nè. Rồi sắm đen này cỡ khoảng 15-18 ký quay đầu giùm em nha. 15 cho tới 18 ký quay đầu giùm em nha. Đó nó một cái áo như thế này, thèm kèm ra một cái quần latrin như thế này ha. Rồi lên đây giùm em mã này mã xám giùm em 30.000 mã xám hàng Mickey Mon hàng HM nha. Hàng này HM kíp. Rồi lên đây giùm em mã này mã xám 30. Hồng cam 30 với chị Thanh Tuyền. Như vậy cho chị cho Lê Thị Thanh Hằng. Rồi sắm đi nha Hồng Vân. 20 ký hả? Giờ chắc hết rồi quá em. Cái này sai bây giờ nó lộn xộn thì cũng chẳng biết còn sai gì nữa. Rồi lên mã này mã tím đậm giùm em nè. Rồi tím đậm giùm em nha mọi người. Nói chung là cái dạng suông suông này sai từ khoảng 15 cho tới 20 ký vòn được giùm em nha. Cho bé cơ khoảng 5 tuổi thôi nha mọi người nha, 4-5 tuổi gì đó. Nói chung là vậy ha. Rồi lên mã này là mã tím đậm giùm em. Cái này dạng như là màu đỏ rượu á mọi người. Đẹp lắm luôn ha mọi người ha. Nó đẹp hơn màu đỏ đô, nó đậm lắm. Đây trang màu này là màu đỏ rượu. Đỏ rượu là nó đậm, nó gần qua nâu á, 30 ngàn giùm em nha. Lên nó lên mã nâu cho em cũng được. Lên nâu cho em 30 cũng được ha mọi người ha. Ai chút nâu lên nâu 30. Rồi con này xanh bít nha mọi người nha. Rồi tím đậm Lê Thị Thanh Hằng. Điều bị cho cô Nguyễn Hiệp. Rồi lên mã này mã xanh bích, ai chút xanh bích lên xanh bích giùm em ha. Rồi 15 cho tới 18 ký vừa.
Rồi nhanh tay lên xanh bích giùm em 15 cho tới 18kg vừa mã xanh bích. Xanh bích giùm em 30, nói chung nó rẻ lắm luôn mọi người. Xanh bích 30 giùm em. Xanh bích 30. Rồi lên xanh đen luôn giùm em nha, chút xanh đen lên xanh đen. Xanh đen này nó có treo mẫu, nó hơi bụi bụi cái vai mọi người, giặt sơ giùm em nha. Con này hơi bụi cái vai thôi, giặt sơ là được ha. Rồi lên mã dưa đi, dưa nhẹ em tặng 25.000. Rồi dưa nhẹ 25k giùm em, mã này mã xanh đen. 20kg quay đầu giùm em nha. 15-20kg bận được giùm em nha. Rồi mã lên xanh đen dưa nhẹ giùm em. Xanh đen nó bụi trên vai giặt là được ha, do màu tối á. Rồi dưa nhẹ giùm em 25. Xanh bích cho chị Thanh Tuyền. Rồi dưa cho cô Nguyễn Nghiệp. Rồi màu này nó dậy như màu xanh dưa cải đó mọi người. Nó dậy như màu xanh dưa cải, nó cũng dậy 15-20kg nha mọi người nha. Lên mã xanh cho em là được ha. Rồi lên mã này mã xanh cho em đi. Ai chút xanh lên xanh giùm em 30.000 mã xanh. Xanh 30. Ai chút xanh lên xanh cho em 30.000 mã xanh 30. Xanh 30. Alo. Đi chưa? Chưa. Chưa có đi đâu, chút xíu nữa chị đi chị gọi nha. Chưa có đi. Dạ, dạ. Chị đi chị gọi, mà do là chị đang có việc á. Chút xíu này chị coi lại. Dạ biết sao, còn màu trắng màu đen mà kiểu như là cái lô đó nó có trắng cái đen á. Nên để chị coi lại đi đã, rồi chị đi là chị gọi cho em luôn ha. Trắng của chị. Có trắng cái đen không? Rồi có gì chút xíu chị gọi lại cho. Rồi xanh 30. Thanh Nguyễn Đa Cập đây nè, xanh cho anh Nguyễn. Thanh Nguyễn Đa Cập. Thanh Nguyễn Đa Cập nha. Này ngồi chốt chốt em đang ráp lại hết nhiêu đây thì em đi bốc hàng, đi coi hàng. Cho em hẹn là 3 giờ em đi, giờ này 3 giờ em gọi. Tính em lai sớm 3 giờ em đi á. Tính hồi nãy 12 giờ em lai mà do ăn cơm xong rồi gái mới không mới nha chị. Rồi con này con hồng nè mọi người nè. Hồng này qua chút bao nhiêu chị? Còn ít nàng Quảng Châu nha mọi người nha. 30.000 mã hồng cho em đi nè mọi người nè. Hồng 30 giùm em nha mọi người, size này size số 3 giùm em đi. Hồng 30. Nói chung là em xả mấy cái này cuối like, mỹ like đi ha mọi người nha. Rồi tranh thủ ha, ai chốt được gì chốt nha. Cái này 30.000. Rồi lên mã hồng giùm em 30 nè. Size số 3 giùm em nha, 30.000 đó. Hồng 30, ai chốt hồng lên hồng giùm em 30.000. Rồi lên mã này mã da luôn giùm em, ai chốt da lên da giùm em 30.000 mã da. Da 30 nha mọi người nha. Rồi da 30.000 giùm em ha. Rồi cái này em có hai bộ size số 4 nha mọi người. Em có hai bộ size số 4 mã da, size số 4 giùm em 30.000 mã da. Da size số 4 30. Mã da size số 4 30.000 giùm em mã da. Da số 4 30. Nghĩa lên cho nó đi. Rồi hồng 30 cho Hồng Vân nè. Xanh Anh Nguyên ra cọc đi nè, Hạnh Nguyễn á. Hạnh Nguyễn đó là Hạnh Nguyễn đâu rồi trời. Hồng đó bỏ đơn Hồng Nguyễn, Hạnh Nguyễn vô đi. Hạnh Nguyễn bỏ đi ra chờ cọc đi. Anh Tà bữa hôm nghe mấy ông chốt đơn nữa đâu em ơi. Rồi lên mã tím nha mọi người, ai chốt tím lên tím em. Em size này size số 4. Hạnh Nguyễn là xanh luôn cô. Xanh 30 Hạnh Nguyễn có rồi mà. Có chưa? Có rồi, còn cái này là hồng. Rồi vậy là Hạnh Nguyễn ấy đi, Hạnh Nguyễn ra cọc đi Hạnh Nguyễn ơi. Hồng này cho Hồng Quân rồi đúng. Đúng rồi, cái đó của Hồng Quân. Đây. Rồi lên mã tím luôn giùm em nha. Ai chút tím lên tím. Ai chút tím lên tím giùm em nè. Size này size số 4 giùm em nha mọi người, 17kg quay đầu á. 15-17kg bận vừa giùm em nha. Mấy con này bận lên cưng xỉu luôn á. Rồi lên mã này mã tím giùm em size số 4.
Rồi em có tím size số 2 nè mọi người ơi, tím size số 2 nha. Tím size số 2 giùm em ai chút tím, năm tím size số 2. Đó, rồi hai chút hồng lên hồng giùm em nè. Số 3. Rồi hồng này size số 3 nha mọi người. Hồng size số 3 giùm em mã hồng. Có một size số 2 và size số 3. Rồi hồng còn hai size số 2 với size số 3 giùm em nha. Hồng size số 2 và size số 3 giùm em nè. Ai chút hồng lên hồng giùm em á. Tím 20kg không vừa, tím 17kg quay đầu thôi, 20kg không vừa đâu nha bạn ơi. Rồi con sánh xanh em còn bộ size số 3 nè. Con size số 3 này á, là từ khoảng 12 tới 15kg vừa nha. Con size số 3 là từ 12 tới 15kg vừa nè. Rồi sánh xanh này là size số 3 với size số 5. Sánh xanh này size số 3 với size số 5 nha. 30.000 rất là đẹp ha. Size số 3 và size số 5 giùm em nha. Mã này mã xanh giùm em, sắm xanh á. Sắm xanh giùm em nha, size số 3 và size số 5 giùm em ha. Rồi đen này size số 2 nè mọi người. Size số 2 này 10 cho tới 13 kg bận được nha. Size số 2 này 10 cho tới 13 kg bận được giùm em ha. Rồi lên mã này mã đen ha, chút đen lên đen. Rồi đen size số 2 nha mọi người. Sắm xanh size số 3 nha Thu Hoa Phạm. Rồi sắm đậm em có 1 bộ size số 4. Rồi sắm đậm em có 1 bộ size số 4 nha tình yêu nha. Rồi size số 4 này 15 cho tới nói chung là 14 tới 17 kg bận ok nha. 14 tới 16, 17 kg gì đó tùy theo á mọi người. Rồi lên mã đây mã sắm đậm giùm em nè. Sắm đậm giùm em ai chú sắm đậm lên sắm đậm. 30.000 ruốc size số 3. Ruốc này size số 3 nè. Số 3 này nói chung là cầu khoảng 15kg quay đầu cho em ha. 12 tới 15kg ok. Rồi lấy mã ruốc giùm em size số 3. Rồi còn bộ xanh size số 2 nữa nè. Rồi lấy mã này mã xanh giùm em size số 2 mã xanh. Rồi ruốc cho Thoa Phạm nè. Chụp gửi qua trang anh chị đi anh Nguyễn ơi. Chụp gửi qua bên trang anh chị với. Rồi bộ sắm nhạc này size số 3 luôn giùm em nha. Dù bị cho Nhung Dương, bộ rút dù bị cho Nhung Dương. Bộ sắm đậm nó đẹp á. Rồi lên mã này mã xám giùm em ha, chút xám lên xám giùm em ha. Xám 30. Rồi size này size số 3, trời ơi này đẹp quá mọi người ơi, màu này đẹp quá nè. Rồi xám giùm em size số 3 30. Xám size số 3 giùm em 30.000, nó có size số 5 nè nha, có một bộ size số 5 thôi. Rồi lên xám giùm em nha, xám cho Thoa Phạm nè. Rồi xám cho Hồng Vân nè. Nguyễn cọc 50.000. Thanh Nguyễn. Không giấu á, ý là Hành Nguyễn với mà Thanh Nguyễn không giấu. Ok Hồng Vân số 3 ok nha. Chịu cọc không nha Cẩm Phương ơi, chịu cọc không? Chịu cọc phải chốt nha bạn nha. Rồi ok Cẩm Phương này ra cọc đây nè. Cẩm Phương đủ màu này ra cọc nha Cẩm Phương nha. Rồi ai chút số 3 nữa lên số 3 cho em nha. Hồng hai cái số 2. Rồi Hồng em còn hai bộ size số 2 nè mọi người. Hồng em còn hai bộ size số 2 mà Hồng. Có không? Số 4, số 5 này. Chút size số 4, chút size số 3. Chút size số 3.
quăng một bộ thôi năm rồi đó, cứ bỏ vô đi rồi chút nữa tuần sau bộ xám đầy ra rồi đó, đó bỏ vô đi rồi lên xanh lá. Ông cứ cọc trước rồi là khi nào chuyển khoản thì nhân viên làm đơn mới chuyển khoản nha. Dồn đơn rồi ngày mai làm đơn xong rồi mới báo cho chuyển khoản. Còn bây giờ cứ cọc trước đi rồi mới lựa nha. Rồi lên đơn mã này mã bi giùm em. Ai chút bi lên bi giùm em nha. Size này size số 2. Trời màu này đẹp phải không? Rồi lên mã này mã xanh lá giùm em size số 2. Xanh lá size số 2. Trời màu này cưng quá à. Xanh lá size số 2 giùm em. Xanh lá size số 2 giùm em nha mọi người nha. Xanh lá size số 2 giùm em. Ai chút xanh lá lên xanh lá giùm em. Rồi tím nhầm có size số 5 nè. Rồi con này 15 18 kg quay đầu giùm em nha. Size số 5 này 15 nhớ tới 18 kg quay đầu giùm em nè. Chút số 5 lên size số 5 giùm em. Một cái số 4 có tím nhầm. Rồi một bộ tím này size số 4 con size số 5 nha mọi nha. Tím size số 4 và size số 5 nha em mà tím. Tím size số 4 và size số 5 tình yêu ơi. Ai mới cọc vậy trời? Tiền. Ai mới cọc vậy trời? Cọc kèm nhất thì vô đi Hạnh Nguyễn ơi. Cộng 30 ngàn vô đi nè. Cộng 30 ngàn vô nha. Tím lên 30. Ủa ai mới cọc vậy ta? Ai mới cọc mà im đâu vậy ta? Tím số 5. Giờ tím số 5 Hạnh Nguyễn. Hạnh Nguyễn ra ái đi Hạnh Nguyễn ơi. Số 4. Hạnh Nguyễn kèm giá tiền lên nè. Rồi bộ vàng size số 4 giùm em nha. Tím em còn bộ size số 4 luôn nha mọi người nha. Quà vậy? Tiền à. Nguyễn thì không đủ với cầm 120 ngàn. Ai vậy ta? Dù vậy cho cô Nguyễn Hiệp đi. Ủa ai mới cập thêm 120 ngàn nữa mà không ghi nội dung chuyển khoản chẳng biết ai luôn. Nguyễn Thị Thu Nữ gì vậy ta? Là Cẩm Phương cập bao nhiêu tiền nhờ Cẩm Phương ơi? Cẩm Phương cập bao nhiêu tiền nhờ? Cái 14kg đó chốt size số 3 ở đây Cẩm Phương soạn đủ size đi, đủ màu đi. Size số 3 đủ màu đi. Có số 3, chút số 4 không được. Chút số 4 đi cho thoải mái. Chút số 4. Rồi lên mạng đây mã vàng giùm em nha mọi người. Chút vàng lên vàng giùm em sang số 4 nè. Số 4 là từ khoảng 13 cho tới 16kg nha. Này chút số 4 đi cho thoải mái. Số 4. Rồi vàng giùm em sang số 4 nha. Rồi chụp gửi qua bên Trang đi Cẩm Phương ơi. Chụp gửi qua bên Trang luôn nha. Cẩm Phương nè, chụp gửi qua bên Trang luôn. Cho khỏi bị lộn á. Chụp màn hình chuyển khoản lại gửi qua bên Trang dùm chị nha Cẩm Phương nè. Có chưa á? Số 4 là nói chung là cái size này size số 4 là kiểu như bỏ đủ màu cho em á. Đi đi Cẩm Phương cộng 120 ngàn. Thì đào cộng 100 ngàn. 100 ngàn là nào ta xong cái ngày gì chị? 24 qua tiêu phan thì đào này sao nóng cái ngày gì chị? Một cái chuyển khoản có ngày. Hả? Nó không có ngày nè. Mà không có để nhận xong có để là nội dung chuyển khoản thành công ra. Rồi cái ghi fan thì đào 100 ngàn đi rồi làm tiếp sau. Ai mà chuyển khoản cọc nhớ ghi nội dung chuyển khoản tên Facebook của mình nha.
Nè mọi người ơi, ai mà chuyển khoản cọc có nhớ ghi nội dung chuyển khoản tên Facebook của mình giùm nha. Bộ như bộ bé 19 cho tới 20 kg. Cho em mấy bộ. Bộ bé mà nam hay nữ nha Cưng ơi. Em like là em đi mà giờ cứ ngồi em nhây đi. Khách giờ này nó gọi. Nó thấy chưa đi nó gọi. Do là 3 giờ em hứa nó 3 giờ em đi em gọi do đi tới mấy tiếng đồng hồ. Size này size số 2 nè mọi người nè. 13 kg quay đầu nè. Trời bộ này nó cưng xỉu luôn nha mọi người nha. Lên mã này mã hồng giùm em nha mọi người ơi. 30.000 mã hồng giùm em. Trời ơi cưng lắm mã hồng 30. Ai chúc hồng lên hồng giùm em 30.000 mã hồng. 13 kg quay đầu giùm em 30.000. Cái này có khả năng 13 kg đúng rồi. 13 kg thoải mái giùm em nha. Hồng giùm em 30 mã hồng. Dạ rồi ok chị Đào nè, cứ chốt đi chị yêu ơi, chốt đi. Có em like đồ bộ của người lớn nha mọi người. Like đồ bộ người lớn và chèn thêm đồ nam nha mọi người nha. Ai chốt đồ nam và đồ bộ nữ người lớn mọi người tối vô canh chốt rồi để dồn đơn ngày mai đi đơn hết nha mọi người nha. Rồi lên mã hồng 30, trời mấy bộ này dễ thương lắm. Hồng giùm em 30, kiểm tra hết đây coi đủ tay đi. Hồng 30 nha Hồng Vân nè. Rồi mấy bộ tone Aya này là tone xịn nha mọi người nha. Rồi bộ này size cũng gần khoảng 13 kg quay đầu cho em nha. Mấy bộ này nè 13-14 kg quay đầu cho em nè. Cái này phải là chứ 14 kg á mọi người. Cái này ai mà chốt em bao cho mọi người nha. Bao mát luôn 14 kg quay đầu giùm em ha. Rồi lên mã vàng chất này là chất tôn 2 da giùm em nha. Công xịn công lấy tiền luôn tặng luôn 20.000. Rồi lên mã này mã tôn vàng giùm em 20. Công sang công xịn công lấy tiền luôn vàng 20 đi. Vàng 20 cho em ai chất vàng lên vàng 20. Vàng 20. Rồi lên mã này mã hồng giùm em nha. Cái này cái zoom nha mọi người nha. Zoom giùm em nha. Size này có khoảng 15 kg quay đầu nè mọi người. Rồi size từ khoảng 12 tới 15 kg nha. Một cái ống cúp ngực như vậy rồi là bận cái này nha mọi người ha. Rồi bé đi chơi đi đồ mà chụp hình thì thôi rồi. Nó cưng xỉu luôn nha. À quần nè. Rồi này nó có túi luôn ha. Cái này mọi người cột yếm lên đi trang của người lớn mình vậy đó. Rồi bận ống bên trong. Rồi lên mã này mã zoom hồng giùm em á mọi người ha. 12 tới 15 kg vừa mã zoom hồng giùm em. 35k mã zoom hồng. Dím hồng 35.000 này áo lẻ. Dím hồng 35k cho em ạ, dím hồng. Rồi áo lẻ này là tôn xịt giùm em nha. Rồi size này size số 4 là từ khoảng 14 cho tới 16 kg nha. 13 tới 16 kg cũng vừa luôn giùm em nha. Rồi lên mã này mã sọc xanh giùm em ha, 25k mã sọc xanh. Sọc xanh 25.000 size số 4 và size số 5. Rồi size số 2. Size số 2, số 4, số 5 giùm em nha. Rồi vàng 20 cho Nhung Dương. Rồi dâm cho Nhung Dương. Rồi lên đây giùm em sọc xanh. Cái con này xịn lắm. Em nói thật sự mọi người nhận bên ngoài đẹp hơn bên trong nha. Cái này cột nơ lại nè. Cưng xỉu luôn. Vải này em bao chất nha mọi người nha. 25k giùm em đó. Cột nơ lại ha. Bận xong rồi cột vô ha. Rồi lên xanh kèm size giùm em. Size số 2, số 4 và số 5. Số 2, số 4, số 5, 25.000. Rồi lên trắng luôn đây nè, em tặng luôn 25k đi. Trời ơi, mấy cái này dễ thương quá nè, em tặng đại 25.000. Rồi lên mã này là mã cam giùm em đi. Rồi con này dạng như là quần dạ váy nha mọi người nha, bé quần dạ váy nha. Size này cũng vậy mọi người. Size này 13 tới 15 kg bận được nha. 13 tới 15 kg bận ok giùm em, y chang quần dạ váy này siêu cưng luôn nha, y chang người lớn vậy đó. Rồi lên mã này mã cam giùm em tặng luôn ha, cho mọi người 25.000 đi cho nó liền. Cam 25k đi, còn mấy bộ em xả nha mọi người nha. Rồi lên mã này mã tím giùm em nè. Rồi mã tím giùm em, size này có khoảng 18 kg quay đầu giùm em. 18 kg quay đầu giùm em mã tím ha. Rồi mã tím giùm em 15, 17, 18 kg gì đó. Rồi lên mã này mã tím giùm em 25k mã tím. Mã tím 25.000. Cái này là giả của đắp tớt nha mọi người nha, dễ bận cực kỳ luôn ha. Rồi tím nha Hành Nguyễn. Rồi lên mã này là mã xanh đen giùm em. Rồi 12 cho tới 15 kg giùm em. Rồi xanh đen này 12 cho tới 15 kg giùm em nha. Mà 15-17 kg luôn á.
Rồi lên mã này, mã xanh đen giùm em á, 25k mã xanh đen. Rồi cam đen nhung dương. Cam em có size số 3 nữa nha. Ai chút size nhỏ lên size nhỏ nha. Cam em có size số 3. Cam em có size số 3 nha mọi người nha. Ai chút cam lên cam giùm em size số 3. Rồi em còn con xanh này mọi người, con xanh này size cỡ khoảng 9 cho tới 12 kg nha. Rồi xanh này 9 cho tới 12 kg nha mọi người nha. Rồi lên xanh luôn giùm em. Rồi còn con đầm nữa. Còn mấy cái nè mọi người ơi, tranh thủ. Rồi một con đầm suông nè mọi người này, 25 ngàn giùm em. Rồi lên mã vàng giùm em đầm suông nha mọi người nha. Rồi size này từ 13 cho tới 16 kg bằng ok giùm em ha. Trời ơi mấy con đầm này nó cưng xỉu luôn nha mọi người nha. Rồi lên mã đầm giùm em 25k mã đầm. Đầm 25k con áo trắng này thương quá nè. Rồi con đầm này 3D, 3D hàng đẹp đó nha mọi người chứ không phải 3D hàng thường đâu nha. Rồi lên mã trắng giùm em 20k quay đầu giùm em 15 20k bọn được nha. Rồi trắng giùm em 15 cho tới 20k. Trời ơi cưng quá. Trắng giùm em. Còn Phương á, coi thử đúng đủ sai không? Đủ sai người ta chút đủ màu á, thì coi thử thiếu màu nào bỏ vô. Thì thiếu màu nào bỏ vô. Người ta chút là đủ màu. Hiểu không? Ai kêu 4 bộ? Đủ màu, nghĩa là đủ màu. 4 bộ hay đủ màu? 4 bộ thôi. Coi đúng sai không á nha, coi là đúng sai không. Rồi em còn mấy cái quần sọt jean này em tặng luôn. Hôm qua chưa chốt được quần sọt mà bé trai mọi người chốt nha. Cái này qua em nhớ là của thì anh Lê chốt rồi mà sao còn đây nè mọi người. Rồi size này size số 2 của bé trai nha mọi người nha. Size này size số 2 của bé trai cho em nè. Trời ơi coi dạng cực kỳ tốt xịn lắm. Em tặng luôn 30 ngàn. Xịn nha mọi người, em tặng luôn 30 nha. Size số 2 của bé trai nha. Cái này nói chung là từ khoảng 10kg nha mọi người. Size này em nghĩ có khoảng 10kg á, xịn lắm. Coi dạng cực kỳ tốt á mọi người ha. Rồi 30 ngàn dùm em hàng cao cấp, hàng An Đông á mọi người. An Đông cao cấp nha mọi người nha. 30 ngàn dùm em. Số 2, 30 cho Nguyễn Sâm. Rồi lên đơn giùm em nha, size này có khoảng 15kg quay đầu giùm em nha, 12 tới 15kg vừa giùm em nha. Jean này là siêu xịn nha mọi người, 35k giùm em mã jean. Jean 35.000 coi dạng cực kỳ tốt nha, hàng nói chung hàng An Đông rất là đẹp luôn nha, xịn đẹp giùm em nha. Rồi lên đơn giùm em mã jean 35k 12 tới 15kg. Jean 35.000 giùm em ha. Jean 35k giùm em mã jean 35.000. Rồi con LV xịn luôn nè mọi người. LV túi hộp xịn đét như thế này nha mọi người nha. Còn sót lại hai con thôi 39k. Con này hàng đông là nói chung là chất của nó rất là cao cấp nha mọi người. Jean là jean thun mà thun lụa giùm em mà là thun thường nha. Siêu co giãn giùm em ha. Jean thun lụa siêu co giãn giùm em. Rồi size này nói chung là có khoảng 17kg quay đầu cho em nè. Một con 17kg quay đầu. Rồi ai chút lên đơn giùm em nha. Rồi một con 17-18kg quay đầu nha. Chút jean lên jean. Jean 35 nha Nhung Dương nè. Rồi dự bị cho Thoa Phạm. Nguyên Nguyên nhớ nha, nhớ tối nay vô là chốt hàng để mà có gì cái kia về chị ấy ra cho để mấy công lâu lâu mới có lô bộ. Rồi lên đi giùm em ai chút đen lên đen 39k giùm em của bé trai nha. Hàng là túi hộp luôn nha mọi người, mấy con này xịn lắm. Mấy con này túi hộp luôn á, An Đông á mọi người rất là đẹp luôn nha. Rồi riêng đen giùm em ha. Còn mấy mã đen giùm em ai có bé trai chốt đi mấy con đã mua con áo lệ cho nó bận xuất sắc luôn giùm em.
Rồi, còn một con quần leg jean nè mọi người, dạng quần không phải quần leg jean mà quần bo ống như thế này nè. 20kg quay đầu giùm em nha, lên mã này mã đen giùm em nè. Chút đen lên đen 29k mã đen. Cô tông dẻo nha mọi người, vải rất là xịn nha. 20kg quay đầu giùm em, mã này mã đen 29 nha. Mã đen 29k nha em ai, chút đen lên đen 29 nha. Đen 29k giùm em. Rồi một con sọt jean nữa cho bé nè, size nó để size 27. Nó để size 27 nè. Jean toàn bộ là jean tung nha mọi người ơi, coi dạng cực kỳ tốt nha mọi người nha. Rồi size này có khoảng 17kg quay đầu đi, em tặng 25k. Rồi 25k giùm em nha mọi người nha. Ông cứ để chốt đi rồi để nó đi, khi nào hàng kia về rồi là từ ra sao, cứ chốt để đó đi. Rồi lên trên giùm em 25.000. Cho bé size còn khoảng 14 tới 17kg nha. 25k giùm em. Rồi con một con rút dây luôn tặng luôn 25.000 nha. Dây nè 25k giùm em mà rút dây. Trời ơi, y chang người lớn luôn, cưng lắm luôn á. Mấy này mà bé bồng lên cưng xỉu luôn nha mọi người nha. Rồi con này cũng có khoảng 17kg quay đầu giùm em nha. Rồi lên mã dây giùm em 25 nha. Dây 25 nha Nhung Dương. Tắt hết rồi mọi người ơi, mừng quá. Em có hai mã để em tặng cuối like nha mọi người. Đi 25 nha Hạnh Nguyên. Rồi con hồng riêng giùm em nha mọi người. Hồng riêng giùm em. Size này 15-18kg, 17-18kg đó mọi người. 15-17-18kg đó, ai chút mã hồng lên mã hồng giùm em nha mọi người nha. Rất là xịn sò luôn ha. Hồng giùm em 35k mã hồng. Đầm riêng này cho bé đi chơi, đi tiệc, tết rồi này kia siêu mát nha. Mấy đầm này bé bận rất là thoải mái nha. Hồng giùm em 35.000 mã hồng. Đẹp quá trời luôn. Hồng 35k giùm em ai, chút mã da lên mã da giùm em. Rồi size gồm có khoảng 18kg quay đầu giùm em mã da 35k. Đúng rồi, mấy quần đẹp thì rất là như đâu. Da 35.000 dây mã da nè. Rồi bộ hồng này size số 5, em còn bộ sót lại bộ size số 5. Nè ở đây chút là mở ra cột chung với bộ nó còn bị lộn. Rồi bộ này size số 5 giùm em 19.000 mã hồng. Hồng size số 5 19k mã hồng. Hồng số 5 19k giùm em. Chấm 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 nha mọi người ơi. Trời ơi mấy set nè. Quá cưng luôn, hoặc là cưng đâu mọi người ơi. Trời ơi dễ thương kinh khủng luôn mấy set nè. Dạ men luôn. Rồi lên mã này mã trắng giùm em nha mọi người. Ai chút trắng lên trắng giùm em nè. Rồi lên xếp trắng giùm em nha, 12 tới 15kg luôn giùm em. 12 tới 15kg giùm em luôn nha mọi người nha. Rồi lên đây em tặng luôn 29.000 xịn sò nha. Cái này dạng như là bận chéo bên như thế này nè. Rồi cái quần đây trai trong váy gì đó, xuất sắc luôn em ha. 15kg quay đầu nè. 29k có 2 xếp nè. Rồi vàng đỏ hồng còn 2-3 bộ đây em tặng luôn cho mọi người 25.000. Rồi trắng nhung dương. Rồi lên vàng giùm em 25k mã vàng. Mười bảy kg quay đầu giùm em lại, xích vàng 25k nha. Con này con quần dập ly này siêu cưng luôn nha mọi người nha. Xích vàng 25.000. Xích vàng 25k. Rồi xích hồng luôn giùm em 25.000. Size này 12 cho tới 15kg nha. Hồng giùm em 25k. Một áo crop top với một con quần như thế này dập ly này siêu cưng nha mọi người nha. Rồi 25k mã hồng, 12-15kg mã hồng. Rồi ai chút đỏ đô lên đỏ đô. Rồi đỏ đô luôn giùm em nha mọi người nha. Chút đỏ đô lên đỏ đô nè mọi người. Rồi nhanh tay lên đỏ đô luôn giùm em 25k mã đỏ đô.
Trời ơi, ai chưa chốt thì con này chốt. Cái này còn size số 4, size số 5 quá VIP luôn. Con này gọi là quá VIP luôn nha mọi người nha. Trời ơi, cưng xỉu luôn mọi người ơi. Một size số 4, size số 5 thì em 35k hàng cao cấp nha. Một con size số 4 là từ khoảng 12 cho tới 15kg đấy mọi người. Con size số 5 á, nói chung 16kg quay đầu vậy đó. Đó mọi người ha. Rồi cái này size 12 tới 14kg đi. Đây sao em thấy nó nhỏ nhỏ. Cho nó có bo thun quá mọi người. Rồi lên mã giùm em nha. Lên mã này mã đỏ đôi giùm em 35k. Một con trong váy, một con áo cà rập tớp siêu xinh. Một con trong váy, một áo cà rập tớp siêu xinh luôn nha mọi người nha. Quá trời cưng luôn. Rồi lên đây giùm em mã này mã đỏ đôi giùm em có 2 set. 3 set luôn. Trời ơi mấy con này đẹp quá trời đẹp luôn. À cái này có một con dâm nè. Đỏ đô cho Nhung Dương. Em còn con dâm đỏ đô nè. Em còn con dâm đỏ đô nha mọi người nha. Size này size số 4. Trời ơi dễ thương quá trời luôn nè mọi người nè. Rồi một con dâm. Một con dâm đỏ đô nha mọi người nha. Trời ơi xịn lắm. Và một con áo ống như thế này nè. Rồi lên đơn giùm em 35k giùm em mã dâm. Xịn hàng cao cấp á mọi người, hàng đông á. Trời ơi cưng xỉu luôn á, ai mà hình dung vô cho nó bé nó bận lên mới hình dung ra được, rất là đỉnh luôn. 35 nhưng mà là 25 nha Hành Nguyễn ơi. 35k đỏ đô size số 5 35 ngàn nhưng mà là 25 nha. Rồi ai chúc dùm lên dùm đi em. Rồi ai chúc dùm lên dùm nha tình yêu ơi. Rồi con đỏ nè. Đỏ này qua chút nhiều kìa. Rồi con đỏ này em tặng 10 ngàn đi, còn bộ em tặng đại 10k đi. Rồi con này có khoảng 17kg quay đầu đi. Rồi đỏ giùm em tặng luôn 10 ngàn đi. Còn con tặng 10 ngàn. 17kg quay đầu giùm em mà đỏ 10 ngàn. Nhung Dương chốt luôn cái dâm đi Nhung Dương ơi. Nhung Dương cái dâm đẹp lắm luôn nha. Rồi lên đơn giùm em nha mọi người nha. Lên này mà tặng 10 ngàn giùm em nè. Rồi mà tặng 10k. Rồi bây giờ mới chính thức hàng tặng luôn nè mọi người. Rồi con áo này tặng 9 ngàn chấm bài đi nè. 9 cho tới 20kg bây giờ hết rồi. Cẩm Phương ơi hết rồi em ơi. Hàng này lai hôm qua còn ít lại chị mới lai chứ hôm qua chị lai hết trơn rồi. Rồi con xanh này là size số 9. Thôi em đặt cái ký đi chứ còn cái này đặt cái size này mọi người chốt không được chính xác luôn. Do hàng này nó đúng size. Rồi con này size của nó là từ khoảng 15-16kg quay đầu cho em nè. 13 tới 16 kg quay đầu giùm em mã xanh em tặng 9k nha. Xanh 9k áo dạng như là cột dây mà dạng áo sơ mi. Nói chung bận quần jean quần sọn ơi giờ đẹp hết nha mọi người nha. Rồi lên mã xanh giùm em 9k giùm em mã xanh. Xanh 9.000 cho em nha mọi người. Ai chút xanh lên xanh giùm em. 13 tới 17 kg nha, xanh giùm em. Hết rồi, giờ chúng mày chị nghỉ like rồi, hồng nhỏ nè. Rồi ai chút xanh lên xanh giùm em nè, 9k mã xanh nè. Xanh 9.000 còn 3 con nha mọi người nha. Rồi em còn 2 con xanh nhỏ mạ tím nè. Chút tím lên tím em 9k cũng là sơ mi cột dây như vậy ha. Rồi lên tím em 9.000 mạ tím. Mạ tím em 9.000. Rồi mạ tím này size 15kg quay đầu dùm em ha. 15kg quay đầu mạ tím em 9k rồi. Lên mạ tặng em Mỹ Lai nè mọi người. Em lên mạ tặng cho Mỹ Lai luôn nha. Rồi cái này còn tốt lại nè. Dùm lên dùm 35.000 đi. Nhung Dương lên dùm 35k cho chị đi. Rồi còn bộ thể thao mọi người. Rồi thể thao luôn nha mọi người nha. Còn bộ tặng luôn 25.000 đi. Còn sót bộ tặng luôn 25k. Rồi còn khoảng 18kg quay đầu nha. Còn sót bộ 25.000 dùm em mà thể thao 25. Thể thao 25k 18kg quay đầu còn bộ. Thể thao 25.000. Thể thao 25k dùm em. Thể thao cho cô Nguyễn Hiệp nè. Cô này sao nó mua đồ mà nó ngu quá. Sao má mở ra áo xịn vậy mà nó ngu tính.
Trời ơi, tưởng bơm gì, bơm áo này không có hàng bán luôn. Con này nó cũng dám mà sao nó cười dữ chứ. Thiệt luôn á, nó không biết ngoài chất vải, chắc nó dạy học sinh riết nó lú sao không biết. Trời ơi, sao mà cái áo xịn như vậy nè. 79 ngàn mới giả mang nha mọi người ơi. Ai đã nhận được con áo này bên em rồi comment cho em biết nha mọi người. Không có hàng bán luôn, thề luôn, nó sợ mất lọc luôn. Giả mang thì con này biết như vậy. Sao là chốt hai áo xịn này nè. Không có hàng bán luôn á, con này bị gì nữa. Trời ơi, xịn lét luôn. Ok, nó chốt áo nó về, con bán. Áo nam nó xịn giả mang luôn. Ủa, biết em bán áo nam biết bao nhiêu không? 35k đấy. Rồi lấy mã đỏ tặng giùm em nha mọi người. Rồi đây con này là size số 4 nè. Rồi đỏ tặng giùm em size số 4 và size số 6 nha. Rồi em tặng luôn, em nghĩ like 15.000 nha, nhanh tay được nha. Con này là em like giá cũng cao á. Rồi em tặng luôn nghỉ like 15k cũng như là tặng nha. Cũng như là tặng em nghỉ like nha. Áo thun nam đây để tối em like cho. Nó còn một ít á, áo thun nam nó thật sự mọi người nha. Em có túi không? Dạ không chị Nga Ngọc ơi. Khi nào có lô trung niên nữa mới có túi được ha. Còn lô này kiểu như trung niên bận được và trẻ trẻ bận được luôn, nó dễ bận á. Rồi lấy mã này, mã đỏ tặng giùm em size số 4 và size số 6 nha. Size số 4 này từ khoảng 16kg đi, 15-16kg quay đầu, còn size số 6 18kg quay đầu cho em nha. Rồi lên mã này, mã đỏ tặng cái này quần kaki của bé trai nha. Có túi bao ngoài sau nữa nè. Rồi 15k em nghỉ like nha, em nghỉ like đi coi hàng á mọi người. Cái giờ tối em like em báo nha. Rồi lên đơn 15k quá rẻ luôn, bao giờ có giá này, chỉ có tặng cuối like thôi nha. Hôm qua ai mua giá cao không có phong bì nha. Cái này là em tặng nhưng mà em bán nha mọi người nha. Thề luôn, cái này là kiểu như là cuối like nào em cũng tặng hết trơn, nhưng mà là bán đâu nha. Rồi nhanh tay lên đơn giùm em số 4 và size số 6 giùm em. 15.000 15k cho em nha. Ủa hồng nhỏ chú size bao nhiêu vậy ạ? 4 cho Nguyễn Sâm. Hồng nhỏ chú size nhiêu vậy ạ? Số 4 luôn ạ. Rồi 4 cho hồng nhỏ. Rồi số 8 cho cô Nguyễn Hiệp. Cái gì ạ? Nguyễn Hiệp số 6 kìa. Hồng nhỏ chưa có đơn đúng không? Hồng nhỏ đừng có những việc mở. Rồi số 4 số 6 15k. Hôm qua ai chốt giá cao ở đây em còn có mấy cái em tặng cho em có bán đâu. Kaki đẹp gì nè. Nè này em bao cho mọi người luôn á, chứ không phải em bán đâu. 15.000 em nghĩ like em tặng á. Size số 4 với size số 6 giùm em 15.000. Số 4 và số 6 15k. Rồi em còn mã cam nữa em nghĩ á. Size số 4 nó bỏ vô, tao đã quăng một cọc rồi. Size số 4 này size số 6 nè, mỗi cái một cọc đó, cứ về bỏ vô thôi. Chứ đâu ra vậy trời, đã nói nguyên một cọc đó size số 4, một cọc này size số 6. Cùng. Rồi đã quăng hai cọc hai bên là hai size rồi. Rồi lên đơn giùm em nha, mã này mã cam size số 6 thôi nha mọi người nha, hết size rồi. Hôm qua rồi quay có lựa size ra mẹ trời. Thì nó liên quan ảnh hưởng gì đâu, thì cái quần nó nằm size bên hông, nó liên quan gì trong đó. Rồi lên đơn giùm em nha, size số 4 và size số 6 cho em nè mọi người, mã cam nha em nè. Có một cái size số 6 thôi nha, còn size số 4 nha. Một con một size số 6 còn size số 4. Lên mã cam giùm em 15k. Cam size số 4 cho Nguyễn Sâm. Trời ơi, được giá tặng rẻ quá trời, sướng quá trời, còn gì nữa. Mở ra mày coi thử đúng hết size em, để tao hồi tao bán cái bỏ lộn size, nó nằm bên góc ngay đây nè. Bữa qua phân, bữa qua đứa nào phân hay sao mà bỏ vô hai bao hai hai bọc đó. Rồi vậy thôi, đúng rồi thôi. Rồi ai chốt nữa, chốt nữa em nghĩ ra. Kaki mà 15 ngàn đi hết nước Việt Nam mà chưa có nữa. Rồi nghỉ nha mọi người nha. Không em, 40kg hết rồi. Bây giờ nó còn sót lại, chị like, chị xả thôi mà. Có gì tối nha. Tối ai chốt gì chốt nha. Còn ít áo nam này, tối nay em vô em xả luôn. Nói chung áo nam này không có hàng bán luôn á.
Có gì tối em vô em like áo nam này còn ít ít nè, lẻ mẫu, ai mà size nhỏ nhỏ vô chốt nha. Size to em hết sạch luôn rồi. Cái này xỉ nó hỏi nhưng mà size to em hết rồi, em bán rớt size lại tại nên là em không có đi ra xỉ được. Em like lẻ cho mọi người chốt luôn. Xịn giả men luôn. Nào mọi người nhìn nè, con này nó bị bệnh khờ. Chán đời vậy. Không hiểu luôn. Ngu sao này. Rồi bye bye mọi người, hẹn mọi người tối nay nha.